Lấy nhầm cái nám kìa. Không, chỉ có số lượng trong đấy thôi, đâu phải nhiều kiện nám đâu. Chắc số lượng đi. Chứ mà có nám trong đấy. Thế em bút chị ơi. Chị à, mỗi lượng thì chuyện không có. Chắc là bạn được kiến con kiến này. Bạn đấy. Quốc đạo còn một ít. Thế thế mà biến, nhưng mà quốc đạo đấy là hoa mà đi. Ừ, kim cương mà. Cái lắc của mình tốt cái lắc. Con nước liền thôi. Ui, mình thơm lắm. Chờ. Tạm lấy chuyện quà. Tạm lấy em. Tâm nghe Vi Trân chuyển à, Vi Trân chia sẻ. Vi Trân chia sẻ rất là nhiều luôn này. Bạn đi vào là chia sẻ liền luôn này. Thằng áo này. Thầy không ngờ đã quay trở lại sau một tuần sale. Sau một tuần đặt sale cho mọi người. Áo đó để chị đi em ơi. Sau một tuần đặt sale thì như thế này đây. Sau một tuần sale chúng ta lại gặp lại trong chương trình sale. Diệu ơi, có cái măng tô ngắn nào cho chị một cái. Kẻ chị chốt mà không được nơi. À rồi ok chị, tí nữa mà like có cái năng ngắn lên để ra chị luôn. Tí nữa mà like có cái năng ngắn lên để ra chị luôn á. Hôm nay nhất định phải chốt được một cái. Hôm nay ơi, có con chân heo mà. Có con chân heo ở đâu á? Có con chân heo pháo mà. Không biết gì đâu nghe. Có chân nghe. Có kiểm tra lại coi. Kiểm tra lại con chân heo nó đi đâu. Mua hàng phải chuyển khoản là chị đâu. Làm sao mà kênh chị chuyển khoản em. Trừ những cái đơn mà. Trừ những cái đơn mà tâm cỡ làm là 300 ngàn, 400 ngàn hay là đắt quá thì chị mới kênh chuyển khoản thôi chứ. Kênh chị chuyển khoản nhiều. Có 100 ngàn thì chuyển khoản làm gì. Đây gọi là sự tin tưởng giữa con người với người mà. Gửi hàng cho nhau thì mình nhận gửi nhận thôi chứ. Lừa lọc thì làm gì. Giờ gửi mà bom hàng rồi thôi đấy. Người bán tin tưởng người mua cũng tin tưởng người bán. Người bán cũng tin tưởng người mua. Hai chúng ta tin tưởng lẫn nhau. Gì đấy tiền hả? Cái lọc rồi đấy. Lọc này tiền này, tiền trong áo này. Vào có bao nhiêu lượt chia sẻ mọi người ơi. Chia sẻ livestream nghe, vào chia sẻ livestream liền nghe. Sale mà, sale 500 lượt chia sẻ bắt đầu dưới, bắt đầu tăng áo này. Vào này mọi người đẩy cao sự tương tác nghe. Đẩy cao cái lượt chia sẻ của mình, đẩy cao sự tương tác bằng cách mọi người phải chia sẻ livestream với nhiều. Đó, đẩy cao sự tương tác bằng cách chia sẻ livestream cho Diều nghe. Rồi, hiện tại bây giờ Diều đã thấy được là 250 lượt chia sẻ rồi. 206 rồi, 300 rồi, 300 lượt chia sẻ rồi. Mình lấy cái này đầu tiên là Diều sẽ bán với giá là 49 ngàn đó. Nhưng bạn nào chia sẻ livestream thì Diều mới chốt đấy nè. Khi mọi người comment lên số điện thoại cộng trừ 49 ngàn là Diều sẽ chốt cho bạn nào mà chia sẻ livestream á. Nó hiện lên cái nút đỏ mà bạn nào chia sẻ là hiện lên nút đỏ liền. Chiều sắm cái máy này ra để mà
mà xem bạn nào chia sẻ cho bố. Mọc cũng đẹp đấy. Mọc mà chị, cái môn lá chim để mặt mọc cả ai mà đỉnh kem đỉnh phần bố làm gì? Nhưng mà máy thì không mọc. Ừ. Máy chỉnh sửa thôi. Mắt mũi rồi lông mí lông mô cái mụn mọc mà mắt to tự nhiên hết. Chị có bao nhiêu người chia sẻ nữa đi chị? 388. Nói đi để cao lên 500 bắt đầu thẳng luôn. Nói gì ơi, chứ mình mua ăn đó chị. Có chị Thảo Điệp, Thảo Bệt ơi chị ơi, có áo này 60kg chị để giúp em nha. Đã trước 49.000 đó. Trước 49.000 thì phải chia sẻ mới chốt được. Mọi người chia sẻ livestream cho em, comment cho em nha. Số điện thoại kèm chị đã chia sẻ bao nhiêu lần giúp em nhá. Chưa chia sẻ livestream nghe, cho nên là chị đừng comment lên chia sẻ làm gì. Cái máy của Diều nó hiện lên, bạn nào mà chốt mà có số điện thoại mà thấy lên cái nút màu đỏ có chia sẻ livestream thì Diều lừa người đó Diều chốt. Còn bạn nào không chia sẻ livestream Diều sẽ không chốt cho bạn đó. Cho nên là 10 cái áo đầu tiên Diều bán với giá là 49.000. Đó, bắt đầu nghe. Hôm nay 12 giờ mình lại hơn 4 rồi. 1 giờ hơn rồi, 730 là chia sẻ rồi. Đẩy cao sự tương tác, đẩy cao sự tương tác. Bắt đầu. Mời cả đôi tiên kia. Bắt đầu chị ơi, sẵn sàng chưa? Chú cha chị đằng gia bảo là chia sẻ rồi nhé. Em là em thấy chị chia sẻ này dơ rồi. Vừa vào là chia sẻ là em thấy liền rồi đó. Cho nên là không phải là Diều không thấy đâu. Tất cả những bạn nào chia sẻ là trên Diều thấy liền. Rồi, mấy cái đầu mình nó giữa giữa chẳng có cái gì vậy. Cục tóc à, cào chi rồi chứ nè. Chị Hồng Thúy ơi, em đang xử lý đơn của chị nha. Chị không phải lo đâu, tí em sẽ báo lại chị nhá. Chị ơi, không bao giờ thất lạc được đâu. Cái đơn nào thì nó lại nằm trên Viettel em buông cục nó đi giờ đó. Nghe, chứ không phải thất lạc được đâu mà lo. Rồi bắt đầu lái nè. Bà nào đã chia sẻ livestream rồi thì có bao nhiêu số điện thoại cộng trừ 49.000 cho Diệu nghe. Số điện thoại cộng 49.000 vào. Số điện thoại cộng 49.000 cộng với là cái tóc nó mới nó xôn xôn bên này nhỉ. Mượt quá tóc kia kìa. Bên tự cái tóc bến bẩn quá hay chưa. Mượt quá chạm hết. Không nghe theo lời mày. Rồi chiến thôi chị ơi, chiến thôi. Chiến thôi, tất
cả mọi người đại diện thôi mọi người. Đại diện mang tô siêu phẩm có giá 99.000 cuối tuần bắt đầu 55kg đổ lại mặc vừa, 55kg đổ lại mặc vừa. Lấy mẫu này ghi nhiều mã số 13, mã 13 kèm 49.000, mã 13 kèm 49.000 vào cho nhiều bắt đầu. Mã 13 kèm 49.000 vào. 49.000 vào ngay mọi người, 10 cái đầu tiên sẽ bán được với giá là 49.000 vào. Còn những bạn nào không chia sẻ live stream, Diều sẽ tính lại với giá là 250.000 bắt đầu nghe. Rồi, 49.000 10 cái đầu tiên. Free size, lấy mẫu này ghi mã 250, lấy mẫu này ghi mã 250, 250 kèm 49.000, 250 kèm 49.000. 13 49 cơ chị Tâm Hoàng, 13 chị Tâm Hoàng. 53 kg đổ lại mặc vừa, 53 kg đổ lại mặc vừa. Lấy mẫu này ghi mã 71, lấy mẫu này ghi mã 71. 71 kèm 49.000. 250 cho chồng Nguyễn Hoàng Thu Giang, 250 Nguyễn Hoàng Thu Giang. 55kg đổ lại mặc vừa, 55kg đổ lại mặc vừa. Lấy mẫu này ghi mã 217, lấy mẫu này ghi mã 217, 217 kèm số điện thoại. 71 cho chị Khánh Ngọc, 71 Khánh Ngọc. Free size màu muối tiêu dành cho hot girl. Free size, lấy mẫu này ghi mã 21, lấy mẫu này ghi mã 21, mã 21 kèm 49.000. 217 cho chị Nguyễn Hoàng Ngọc Minh, 217 Nguyễn Hoàng Ngọc Minh. Ôi, cái này đẹp quá rồi. Đẹp quá đi. 55kg đổ lại mặc vừa, 55kg đổ lại mặc vừa. Lấy mẫu này ghi mã 22, lấy mẫu này ghi mã 22, mã 22 kèm 49.000. Nó độc đáo đấy chị. Giọng độc đáo đấy, cái này là nó. Nhưng người nào to, 58kg đổ lại mặc vừa, 58kg đổ lại mặc vừa. Lấy mẫu này ghi mã 42, lấy mẫu này ghi mã 42 kèm 49.000. 21 cho chị Phạm Kim Ngân, 21 Phạm Kim Ngân. Ôi, cái này mới quá rồi. 22 trước cho Ngân Nguyễn, 22 Ngân Nguyễn đuôi 887. 55kg đổ lại mặc vừa, 55kg đổ lại mặc vừa. Lấy mẫu này ghi mà 41, lấy mẫu này ghi mà 41. Những bạn nào không chia sẻ live stream thì chắc chắn rằng dù có 49.000 chốt cũng không được chốt nghe. Cho nên là mình phải đề cao bằng sự chia sẻ live stream cho nhiều nghe. Hết hồn rồi. 42 chú chị Cẩm Vân Hoàng Nguyễn, 42 Cẩm Vân Hoàng Nguyễn. 55kg đổ lại mặc vừa, 55kg đổ lại mặc vừa. Lấy mẫu này ghi mã 40, lấy mẫu này ghi mã 40, mã 40 kèm số điện thoại. 41 chú chị Bình Nguyễn, 41 chú chị Bình Nguyễn. Ôi cái này cứng quá chị ơi. 50kg đổ lại mặc vừa, 50kg đổ lại mặc vừa. Lấy mẫu này ghi mã 48, lấy mẫu này ghi mã 48 thì nhiều luôn, có này đẹp quá à. Mã 40 chứ chị Nguyễn Minh Châu, 40 chứ chị Nguyễn Minh Châu. Úi ôi, cái này đẹp quá đi. 55kg đổ lại mặc vừa, 55kg đổ lại mặc vừa. Lấy mẫu này ghi mã 39, lấy mẫu này ghi mã 39. 49 chứ chị Natalie Lâm, 49 chứ chị 48 với chị Natalie Lâm. Rồi, một cái áo choàng nhanh nhanh cho bạn nào freestyle. 10 cái là hết cho nghe chị ơi. 10 cái hết cho nghe. Freestyle, lấy mẫu này ghi mà 60. Lấy mẫu này ghi mà 60, áo choàng mà số 60. Hết. 39 chứ chị Hoa Cỏ May, 39 Hoa Cỏ May. Ghim bài lên cho em chị ơi. Ghim bài lên cho nhiều, ghim bài lên cho nhiều. 250.000 chia sẻ live stream con. 99.000 bắt đầu. Hả? Bà 99.000 thì hôm nay đồ đẹp lắm. Thì cho 99.000 tao ngồi đây rồi mà. Cái bài mà đang bao nhiêu cho đồ đẹp cũng phải bán 99.000 mới lắm. 60 chứ chị Lê Thủy Tiên, 60 Lê Thủy Tiên. Mày chị ơi, em không biết tại sao nghe. Chứ thứ bài là điều xéo rồi đó. Bây giờ nó kêu đừng có xéo chị ơi, đồ đẹp lắm. Chị làm răng. Bây giờ là ghi xéo, xéo lớn rồi. Giờ không làm như vậy thì nó kỳ quá làm răng nữa. Ô trời nổi giơ lên và giữ lấy lên chứ. 55kg đổ lại mặc vừa, 55kg đổ lại mặc vừa. Lấy mẫu này ghi mã 43 bán 99.000 đi. Mã 43 ghi mã lên cho em với. Kính chưa Không tin được. Không thể tin được. Không tin cũng phải là tin thôi. Một cái siêu phẩm 400.000 bán với giá là 99.000 đây mẹ chị. Một cái siêu phẩm là 400.000 bán với lần bán bây giờ là 99.000. 54kg đổ lại mặc vừa, 54kg đổ lại mặc vừa. Lấy mẫu này ghi mã 53, mã 53 kèm số điện thoại. Mã 53 kèm số điện thoại. 43 chú chị Trương Thị Ái Vân, 43 Trương Thị Ái Vân. 55kg đổ lại mặc vừa, 55kg đổ lại mặc vừa. Lấy mẫu này ghi mã 85, lấy mẫu này ghi mã 85. Con này quá đẹp luôn, quay siêu phẩm luôn nghe. 53 chú chị Kim Tuyền,
Kim Tuyền. Đẹp quá chị ơi, một cái vest manto 55kg đổ lại mặc vừa, 55kg đổ lại mặc vừa. Lấy mẫu này ghi mà 36, lấy mẫu này ghi mà 36. Mặc 36 kèm số điện thoại 85 chứ chị Thu Thủy Dương, 85 Thu Thủy Dương. Trời ơi, là cưng trời ơi. 54kg đổ lại mặc vừa, 54kg đổ lại mặc vừa. Lấy mẫu này ghi mà 28, lấy mẫu này ghi mà 28, mà 28 kèm số điện thoại. Ôi đẹp quá trời ơi. Ôi trời ơi, con 100.000 nữa trời ơi. Con 100.000 nữa nè. 100.000 của mẹ chế đó mẹ chế, nghe. Những bạn nào chốt được những cái bộ như thế này, chiều nói thiệt nghe. Chia sẻ lại trên video không, chia sẻ lại trên video tính lại và giá là 250 đó. 54kg đổ lại mặc vừa, 54kg đổ lại mặc vừa. Lấy mẫu này ghi mà 86, lấy mẫu này ghi mà 86. Mà 86 chị nha. 36 chốt chị Hải Vân, 36 Hải Vân. 28 cho chị Hiền Hoa, 28 cho chị Hiền Heo, Hiền Heo nha. Hiền Hoa hay là Hiền Hoa? Hiền Heo. À Hiền Heo hả? Hoa và Heo cũng như nhau đó. 54kg đổ lại mặc vừa, 54kg đổ lại mặc vừa. Lấy mẫu này ghi mà 79, lấy mẫu này ghi mà 79, mà 79 kèm số điện thoại mẹ ơi. 86 chút chị Từ Yến, 86 Từ, chỗ hàng xong rồi xã. 86 chút lại chị Thơm Lê, 86 Thơm Lê. Chị Từ Yến nghe. Rồi xong, chỗ hàng xong xã, nếu mắng được chốt nữa thì thôi block luôn cho khỏe rồi. Nha. Yeah. Rồi block luôn nha. Chốt hàng xong rồi xả. 55kg đổ lại mặc vừa, 55kg đổ lại mặc vừa. Lấy mẫu này ghi mà 87, lấy mẫu này ghi mà 87. Goodbye, no see you again. 79 trước chị Oanh Nguyễn Kiều, 79 Oanh Nguyễn Nguyễn Kiều. Ôi, đàn ông một là một mà hai là hai. 52kg đổ lại mặc vừa, 52kg đổ lại mặc vừa. Lấy mẫu này ghi mà 82, lấy mẫu này ghi mà 82, đẹp quá. 87 cho chị Mitsubishi Thái Nguyên, 87 chị Mitsubishi Thái Nguyên. 50kg đổ lại mặc vừa, con này tay lửng luôn. 50kg đổ lại mặc vừa, lấy mẫu này ghi mà 34, mà 34 kèm số điện thoại. 82 cho chị Ngô Quỳnh, 82 Ngô Quỳnh. Mỗi một cái siêu phẩm mà 500.000, bán với giá là 99.000. Chốt được cái này thì đừng có hỏi tại sao luôn đó. 56kg đổ lại mặc vừa, 56kg đổ lại mặc vừa. Lấy mẫu này ghi mà 81, cái này tuyệt phẩm. Mà 81 là tuyệt phẩm nghe. Bố ơi, đàn bóng luôn. Ôi ôi, cái hàng trần bóng luôn. 50kg đổ lại mặc vừa, 50kg đổ lại mặc vừa. Lấy mẫu này ghi mà 35, con này trần bóng nghe. Mà 35 cho chịu luôn. 35 kèm số điện thoại. 34 trước chị Thúy Nhi, 34 Thúy Nhi. Úi trời mẹ ơi. 81 trước chị Hà Sù, 81 Hà Sù. 51kg đổ lại mặc vừa, 51kg đổ lại mặc vừa. Lấy mẫu này ghi mà 33, lấy mẫu này ghi mà 33. 33 kèm số điện thoại. 35 trước chị Linh Phạm, 35 trước chị Linh Phạm. Con này là phải dâm nhau rồi mày chế. Hàng này hiện tại là đang hot trend nghe. 50kg đổ lại mặc vừa có mẫu, 50kg đổ lại mặc vừa. Lấy mẫu này ghi mà 83, mà 83 kèm số điện thoại. Giống như một cái máy rất. 33 trước chị Lê Phụng, 33 trước chị Lê Phụng. Đúng rồi, một cái bài lái chim mà. 54kg đổ lại mặc vừa, 54kg đổ lại mặc vừa. Lấy mẫu này ghi mà 38, mà 38 kèm số điện thoại. Thiệt đấy. 83 trước chị Ngọc Diệu, 83 Ngọc Diệu. Úi dồi ôi, cái này đẹp quá mẹ ơi. Mặt trách quá, 48kg thôi nghe, con đẹp quá. 48kg đổ lại mặc vừa đẹp. Chào là hợp trời ơi. 48kg đổ lại mặc vừa, lấy mẫu này ghi mà 78, mà 78 kèm số điện thoại. Chia sẻ live stream. 38 trước chị Giang Giang, 38 trước chị Giang Giang. Khất yêu ơi, chia sẻ live stream nghe. Cán mốc 1.000 người nhiều sẽ tặng một cái áo cho mọi người nghe. Giống như những bạn nào thuộc freestyle, hot girl luôn, hot girl luôn. Lấy mẫu này ghi mà 45, mà 45 kèm số điện thoại. 78 trước chị Trình Hạnh, 78 trước chị Trình Hạnh. Úi chào, mới là một cái áo ấy nè. Cái áo dạng cổ đức này. 55kg đổ lại mặc vừa, cái áo đẹp quá đi. 55kg đổ lại mặc vừa, lấy mẫu này ghi mà 37, mà 37 kèm số điện thoại. Con đẹp quá. 45 trước chị Bùi Diễm Quỳnh, 45 Bùi Diễm Quỳnh. Chú sao là cái áo, trời ơi, nó mới, trời ơi mẹ chế ơi. Có cái áo 100.000 đấy nè. 55kg đổ lại mặc vừa, 55kg đổ lại mặc vừa. 55kg mà số 27, 55kg mà số 27. 37 trước chị Hi Hi Vân, 37 chị Hi Hi Vân. Nhớ rồi, tay lửng luôn, dễ dàng chưa. 55kg đổ lại mặc vừa, 55kg mà số 46, 55kg mà số 46. Đẹp. 27 trước chị Dương Loan, 27 Dương Loan. Đẹp quá đi chị ơi, cái áo nó đẹp quá đi. Ui chào ơi.
50 kg độ là đẹp. Lấy mẫu này ghi mà 107. Lấy mẫu này ghi mà 107 cho nhiều nghe. 46 chứ chị Nguyễn Thị Thảo Thanh Thảo. 46 chứ chị Nguyễn Thị Thanh Thảo. Con này đẹp quá đi, vết mắng tố mày chơi mới. Chắc là cái hàng nó mới chơi 100.000 đây mày chê. 52 kg độ là mặt vừa. 52 kg ghi mà 49. 52 kg ghi mà 49. 107 cho chị Bảo Duy, 107 cho Bảo Duy. Rồi cái này đỉnh của đỉnh luôn mẹ chị ơi. 58 kg độ lại mặt đẹp. 58 kg ghi mà 44. 58 kg mà số 44. Con đẹp quá chị ơi. 49 cho chị Ngân Bùi. 49 cho chị Ngân Bùi. Ôi trời ơi, 100.000. Cái áo 1.500.000 mua mới, mua mới 1.500.000 đây. 53 kg độ lại mặt vừa. 53 kg độ lại mặt vừa. Lấy mẫu này ghi mà 91. Cái này là phải chốt này. Mà 91 đẹp quá đi. 44 trước chị Nguyễn Hoàng Ngọc Minh. 44 Nguyễn Hoàng Ngọc Minh. Này nó to này. Đây nhưng mà nó to tầm cỡ 58 đến 65 kg thì chốt mẫu này. Nó to nhưng mà nó rất là kiểu như là kiểu nó mới mà nó kiểu chốt vàng rồi đấy này. Ai mà cái này mà kiểu như mình đi chơi mình show đi phải được. Phi sai, lấy mẫu này ghi mã 56, lấy mẫu này ghi mã 56. Mã 56 kèm số điện thoại. 91 trước chị Quỳnh Anh, 91 Quỳnh Anh. Con này đẹp quá trời ơi. Ôi trời, cái măng tô trời ơi. Măng tô đẹp nhất nước Việt Nam là đây đây mày chê. 53 kg độ lại mặt vừa. 53 kg độ lại mặt vừa. Lấy mẫu này ghi mã 88. Mã 88 kèm số điện thoại. Con đẹp quá chị ơi. Trời ơi trời. Ôi trời ơi, cái bên măng tô nè. 55 kg độ lại mặt vừa. 55 kg độ lại mặt vừa. Lấy mẫu này ghi mã 80. Lấy mẫu này ghi mã 80. Mã 80 kèm số điện thoại. 88 trước chị Phương Phương Nguyễn. 88 Phương Phương Nguyễn. 56 kg độ lại mặt vừa. 56 kg độ lại mặt vừa. Lấy mẫu này ghi mã số 102. Lấy mẫu này ghi mã 102. 102 kèm số điện thoại. 56 trước chị Phi Nga. 56 Phi Nga. Ui ôi, con này đẹp quá chị ơi. Ui cho cái màu réo đẹp chứ nè. 55 kg độ lại mặt vừa cái màu réo nè. 55 kg độ lại mặt vừa. Lấy mẫu này ghi mã 57. Mã 57 kèm số điện thoại. Trời ơi, đừng có mà ngủ trước rồi trẻ ơi. Đừng có một trứa nữa, trời ơi là trời. 80 chút chị Lan Nguyễn, Liên Nguyễn. 80 Liên Nguyễn. Một tuần có được một lần thôi mấy chị à. 55 kg độ lại mặt vừa. 55 kg độ lại mặt vừa. Lấy mẫu này ghi mà 25 con đẹp quá chị ơi. Mà 25 kèm số điện thoại. 102 chút chị Anh Nguyễn. 102 Anh Nguyễn. Không còn lời chi để diễn tả được mà chốt được cái áo đi khỏi nói luôn rồi nghe. 52 kg độ lại mặt vừa. 52 kg mà số 51. 52 kg mà số 51. Ôi, cái này đẹp quá trời ơi. 57 chốt chị Trang Tuân. 51, 57 chị Trang Tuân. Ui ôi, cái áo này, ui ôi. Đẹp quá. Đẹp quá trời ơi. 25 chốt chị Hải Vân. 25 chị Hải Vân. Tiểu thư nha. Xinh như kìa. Ui ôi, bé ơi. Chết bé ơi. Đẹp quá đi, trời ơi. Mày chị không còn cái lời nào như rí mày còn là sẵn hàng chứ. 53 kg độ lại mà vui nhiều như tiểu thư nữa. Vừa luôn. Đẹp quá nhiều, đẹp quá đi, cái này hợp với nhiều đi. Cái này chắc 400 nhiều cũng mua được ha. À, chụp hình nè. Đẹp nhỉ, chín chụp vào chi. 55 kg độ lại mặt vừa cứng quá đi. 55 kg mà 138. 55 kg mà 138. 138 kèm số điện thoại. Trời ơi là trời ơi là đẹp trời. 51 cho chị Nguyễn Việt Mỹ. 51 Nguyễn Việt Mỹ. Ui ôi, cái bên măng tố này 100.000 chắc khó cười mặt luôn ấy. Quả mới đi. 55 kg độ lại mặt vừa. 55 kg mà số 47. Cái nữa mà tí nữa gọi đi không nghe máy là hơi là bị tiếc. Là khó không gọi đi không nghe máy là tôi xả ra tôi bán 400 đó. Lấy mẫu này ghi mà 47. Con này đẹp quá đi. 138 trước chị Liên Hoàng. 138 Liên Hoàng. Úi ơi trời ơi trời ơi. Tí nữa bà Liên Hoàng này em gọi đi không nghe máy. Là ngày mai vừa xả ra vừa bán 400 liền nghe. Cho nên ngày hôm nay mình gọi là mình săn măng tô. Thì mình săn những cái gì mà thuộc giảm 1 triệu và 2 triệu là 500 vừa là đô rồi là vậy. Vậy cố gắng nghe máy nghe. 54 kg độ lại mặt vừa. 54 kg mà số 76. 76. 54 kg mà số 76. 76. 47 chứ chị Trịnh Thị Hường. 47 Trịnh Thị Hường. Ui ôi, cái măng tô này. Sao mày đẹp thế. Cái này nhỏ hot girl rồi nghe mày chê. Free size. Lấy mẫu này ghi mà 58. Con này free size nghe. Lấy mẫu này ghi mà 58. Mà 58 kèm số điện thoại. Con này free size nghe đẹp quá đi. 76 chứ chị Hoàng Thị Phương. 76 Hoàng Thị Phương. Chị ơi đừng nhìn con này nha chị. Mà nhìn là chị hiền luôn rồi đó chị ơi.
Ủa chào ai trời ơi. Chị nhìn là chị ghiền luôn đấy chị ơi. 56 kg độ lại mặt đẹp nhận cái băng tối này về là đồng bào để chết mình luôn này. Chết luôn đi. Ôm cả đi ngủ luôn á. Ôm đi ngủ luôn mày chứ. 56 kg độ lại mặt đẹp. 56 kg độ lại mặt đẹp. Lấy mẫu này ghi mã 50. Lấy mẫu này ghi mã 50. Mã 50 kèm số điện thoại. Đẹp quá đi, trăm ngàn rồi ơi, cưng quá đi. 58 trước chị Lê Ánh Ngọc, 58 Lê Ánh Ngọc, đuôi 715. Trời kiểu hoa tiệc đâu Paris ơi. 55 kg độ lại mặc vừa dành cho những bạn nào giáo viên đi dạy là đúng bài. 55 kg độ lại mặc vừa, lấy mẫu này ghi mã 32, mã 32 kèm số điện thoại. 32 kèm số điện thoại rồi bỏ vào đó đi chị. 50 trước chị Hải Yến, nó 50 bỏ, Hải Yến. Bỏ đi đi. Dòng dòng đi bỏ đi, con lừa bỏ con đi. Đẹp quá đi, con đẹp quá chị ơi, mặc đẹp cũng đẹp luôn á. Ui chào ơi, 51 kg độ lại mặc vừa, 51 kg độ lại mặc vừa. Lấy mẫu này ghi mã 54, mã 54 kèm số điện thoại. 32 trước chị Diễm Quỳnh phun xăm, 32 Diễm Quỳnh phun xăm. Đó. Ui ôi, một cái vết băng thô vậy chị ơi. 54 kg độ lại mặc vừa, 54 kg độ lại mặc vừa. Chuẩn bị phát điên luôn này. Lấy mẫu này ghi mã 185, lấy mẫu này ghi mã 185. Trời ơi. Ui ơi. Chết kia cái gì vậy? Ôi. Chết gì nó chết à? Trời ơi, Phương, ui ôi. Ui chị ơi. Đẹp quá đi. Trời ơi, trời ơi. Cái này đi giày thể thao, cái đôi giày mà chị được tặng á. Nó không đúng ấy nhở, hay cắt nó nè, tối nó không đúng luôn ơi. Cái áo này bây giờ anh bảo là cách đi để mua đi với đôi giày thể thao màu trắng á, thôi em cắt nghe, em cắt nghe. Ôi trời ơi, đẹp thiệt bây ơi, ngầu mà mới nữa chứ. Kéo lên gì mà này, cái khóa này khóa bằng sắt, thôi khỏi kéo đi, khóa bằng sắt, khóa bằng sắt. Mặc giống đồ vị. Ôi trời ơi, đẹp quá ơi. Ui đẹp chứ biết rồi, chưa thể cái này hợp tao quá. Đeo cái túi đi. Ui chắc là đẹp rồi. Đẹp quá đi. 55 kg độ lại mặc vừa đấu giá được cái nhờ. Mặc tết mặc đô là cũng đẹp nha. 55 kg độ lại mặc vừa. Lấy mẫu này ghi cho nhiều mã số. Trời con này đẹp quá đi. Mà 31 xiệt 250 một con. 31 xiệt 250. Đó đẹp ghê đi ơi. Ôi con 31 nó không không được bán luôn nè. Con 31 nó mà tí nó gọi điện không nghe máy là chiều là nhiều cách luôn. Đẹp vải luôn đi. Trời ơi cái áo trời. Một con duy nhất độc nhất vô nhị tại nước Việt Nam. Trời ơi bây giờ con hỏi hàng níu là mày chè kìa. Bây giờ con hỏi hàng níu nữa kìa. 55 kg độ lại mặc vừa. 55 kg độ lại mặc vừa. Để một tiền nước đó nghe. Ui ơi đẹp quá đi. 54 chú chị Nhung Nguyễn, 54 Nhung Nguyễn. 185 trước chị Hoa Anh Túc, 185 Hoa Anh Túc. 55 kg độ lại mặc vừa, lấy mẫu này ghi mã 1 à, lấy mẫu này ghi mã 92, lấy mẫu này ghi mã 92. Mã 92 kèm số điện thoại. Đẹp quá rồi. Chết luôn rồi. 55 kg độ lại mặc vừa, 55 kg độ lại mặc vừa. Lấy mẫu này ghi mã 213, lấy mẫu này ghi mã 213, 213 kèm số điện thoại. 31 250 trước chị Ngọc Thu Trần Thị, 31 250 trước Ngọc Thu Trần Thị. Ngọc Thu Trần Thị, ủ dâu ơi, Ngọc Thu Trần Thị. Chị ơi, tỉ đừng có nhiều ngồi đi cho chị mà không nghe máy. Là em là người mặc kẹo rồi đó nghe, nghe, đẹp mà luôn đi. 92 trước chị Ngọc Liễu, 92 Ngọc Liễu. 50 kg độ lại mặc vừa, 50 kg độ lại mặc vừa. Lấy mẫu này ghi mã 103, lấy mẫu này ghi mã 103. 103 kèm số điện thoại. 31 rồi. Rồi rồi. Con này đẹp quá chị ơi. Cho cháu nhìn cho hot girl này mày chị đi. 213 chú chị Tú Nguyễn, 213 Tú Nguyễn. 55 kg độ lại mặc vừa, 55 kg độ lại mặc vừa. Lấy mẫu này ghi mã 30, lấy mẫu này ghi mã 30. Đúng rồi này. 103 chú chị Dung Võ, 103 chú chị Dung Võ. Úi ôi. Chỗ này nhiều chỗ mày chị là coi như là hiệp hiệp dâm tiền giả luôn. 55 kg độ lại mặc vừa, 55 kg độ lại mặc vừa. Lấy mẫu này ghi mã 84, mã 84 kèm số điện thoại. Trời ơi. Chỗ này nó hơi cao đi. 30 chút chị Hồng Hạnh, 30 Hồng Hạnh. Chết rồi. Em lỡ quên chị một tí thôi. Ôi chào ai. Không được phép quên trời ơi. Không được quên, quên là mệt lắm. Trời cái cậu đi chị ấy. Cái màu nhỉ, cưng nhỉ. Chị chết này. Nhìn sáng ra. Chết đúng chị ơi. Cái này 100 ngàn về chắc ai biết là si cái gì. Ha? 100 ngàn về là kiếp đen. Cầm về nghe, cầm về mày phải vô hờ.
Chị Diệu ơi, em nói thiệt với chị, nghe ảo 100 ngàn em để 300, 400 em cũng mua. Phải nói cho Diệu, nói như là Diệu mặt lông được nghe chứ. Cho là kéo đẹp này, 55kg độ lại mặt vừa. Lại mẫu này ghi mà 19, mà 19 kem số điện thoại. Đẹp quá đi. 84 trước chị tuyển phạm, 84 tuyển phạm đuôi 316. Ôi là chắc bé ơi, chắc như được cách luôn. 55kg độ lại mặt vừa, 55kg độ lại mặt vừa, 55kg mà 104, 55kg mà 104. Rồi có này đi. 19 trước chị Ngọc Tuyền, 19 Ngọc Tuyền đuôi 839. Úi dồi ôi. Này, có đẹp nha. Ui, áo đẹp quá. Đẹp nha. Con này mới thì nha. Bà thiệt đấy. Ôi chào ơi, gọi cho đi đi. Ôi chào, 100 mít có mua không em? 100 ngàn nó đăng trăng em mua nữa. Ôi sao vậy, đó thì bỏ 500 thì bán cho em luôn. Con ơn chị họ bán con. Em mà mặc vừa em mua liền. Đẹp quá mấy chị à. 55kg đổ lại mặc vừa, 55kg đổ lại mặc vừa. Quá vui đi mấy tình yêu ơi, vui quá. Lấy mẫu này ghi mặt 105, lấy mẫu này ghi mặt 105, 105 kèm số điện thoại, 105 kèm số điện thoại. 104 chứ chị Hoa Hoa, 104 chứ chị Hoa Hoa. Ôi trời ơi, trời ơi. 100 ngàn không biết chết luôn mọi người ơi. Lọt vô một con lòng già một lớp. Ui. Rất nhiều. Đẹp quá chị ơi. Chưa giật bộ nữa đi. Đây 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 đây. Chào sau lưng nữa hả? Trời ơi, kính thưa bay. 55kg độ lại mặc vừa, lần đầu tiên thấy áo đẹp như đi ấy. 55kg độ lại mặc vừa, lấy mẫu này ghi mà 29x300 siêu truyền quan, 29x300 truyền quan, con này luôn siêu phẩm. 105 trước chị Mai Hoa, 105 trước chị Mai Hoa. Cái gì? Không có gì bị gì một cái gì hết á. Để bán, có ai bán cho mọi người mà kêu, kêu chị, em, cho em. Có phải được không? Chỗ cho em 300 minh chỗ cho khách. Tí nó nhà máy mà không nghe là để. Không phải em bỏ tiền á, trời ơi. Bỏ được em lấy gì rồi mà không nghe lấy. Đó, hắn mắm mé gạo nữa đó mọi người đâu. Cái một quỳ thế đó rồi. Con này em kéo báo cho tiền hắn mua mà. Hắn là nhân viên nhà em đang được 7 triệu thả mình mua gạo 7 triệu hắn mua rồi. Nhìn sợ chưa? 55kg độ lại mặc vừa hắn giàu mà. 55kg mà 100, 55kg mà số 100. Mà 100 thế đồ thôi. Là thế đồ thôi thôi, bà chủ. Bà chủ vừa chân chân lên. Mà 29300, trước là chị 29300, trước chị Bạch Tuyết Lan. 29300 chị Bạch Tuyết Lan. 58kg độ lại mặc vừa, 58kg độ lại mặc vừa. Lấy mẫu này ghi mặt 59, lấy mẫu này ghi mặt 59 hoa tiệp bấp bơi. Ôi ôi, nó đúng đây, đẹp đi. Đẹp cái đi. 60kg độ lại mặc vừa, 60kg độ lại mặc vừa tuyệt phẩm của Bixin Berry. Lấy mẫu này ghi mà 245, lấy mẫu này ghi mà 245. Cái gì đấy mẹ ơi? Cái gì đấy? 100 trước chị Hiệp Gà. 100 Hiệp Gà. Ôi cha ơi, trời ơi. Từ từ là chị ơi. Đẹp quá. Tôi về đây. Ôi chào, con này đẹp này. 59 trước chị Trang Su Su. 59 Trang Su Su. Ôi chào ơi, trời ơi. Trang Su Su chị ơi. Trời ơi. Hàng hiếm, hàng hiếm. Trời ơi, con này là một con duy nhất trong 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 cả kia đó mọi người. Một con duy nhất thôi nghe. Cho nên bạn nào mà chốt được cái này là coi như là Tết này là đẹp rạng rỡ luôn. Đẹp rạng ngời mà không chói lóa luôn mọi người. Ui con này đẹp quá đi. Ôi trời ơi, không cần người yêu đâu mọi người, chỉ cần có áo là được rồi. Chỉ cần có áo thôi là được rồi nghe. Cho mình cái nâu lông ngắn đi. Chị ơi đẹp quá đi. Ôi ôi, 400 thôi bán rẻ thôi, không đi xéo mà chị. Chào vì mấy trăm trăm luôn. Đẹp quá đi, chị lấy không? 55kg độ lại mặc vừa đẹp quá mà chị. Chắc là có cái tay này. 55kg độ lại mặc vừa. Này, tay mà ứng mình ra đi được này. Đó, đó, qua hai nút này, một nút này. Đó rồi hai nút này, ưng thắt được này, rồi ưng giãn đang được này, đang được thấy rất đẹp quá. 55kg độ lại mặc vừa, lấy mẫu này ghi cho nhiều mà 101 xiếc 250 bán rẻ luôn. Cái gì quá rẻ luôn á. 101 xiếc 300.000, 101 bán thì 300 được mọi người, mệt quá đi. Bị nói rồi phải ơi. 245 chứ chị Vũ Thị Vân em, 245 là chị Vũ Thị Vân em. Ôi chồng đẹp đi. Nhìn lại nhỉ. Trời ơi, trời ơi, lạt ơi. 50kg độ lại mặc đẹp, 50kg độ lại mặc đẹp. Lấy mẫu này ghi mà 139, lấy mẫu này ghi mà 139. 139 kèm số điện thoại. 101-250 trước chị Nguyễn Biên. 101-250 cho Nguyễn Biên. Dự bị chị Hoàng Linh dự bị nhá. Trời ơi, Hoàng Linh dự bị con này ngon ngoài Hoàng Linh ơi. Có gì gọi nữa cho Hoàng Linh chút thôi sướng.
54 kg đổ lại mặc vừa, 54 kg đổ lại mặc vừa 300 thôi chứ không phải 200 rưỡi đâu. Lấy mẫu này ghi mà 143, lấy mẫu này ghi mà 143, 143 kèm số điện thoại có là siêu phẩm luôn. 139 chứ chị Nông Thị Hải Linh, 139 Nông Thị Hải Linh. Ôi trời ơi. Cái này cầm về thì khỏi nói, khỏi bàn luôn, khỏi chế luôn mấy chị ơi. 49 kg đổ lại mặc vừa, 48 kg đổ lại mặc vừa, 48 kg mà 132, 48 kg mà 132, 132 kèm số điện thoại. Đấy, 143 chứ chị Thủy La Loan, 143 chị Thủy Loan. Chết mày ơi, freestyle cho hot girl. Lấy mẫu này ghi mà 72, lấy mẫu này ghi mà 72 cho hot girl nghe. Mà 72 cho hot girl. 132 chứ chị Lulu, 132 Lulu. Chú chả ơi, 55 kg đổ lại mặc vừa, 55 kg đổ lại mặc vừa. Lấy mẫu này ghi mà 218, lấy mẫu này ghi mà 218, 218 kèm số điện thoại. 72 chứ chị Nguyễn Lâm Uyển Nhi, 72 Nguyễn Lâm Uyển Nhi. Chú chắc là cáo, trời ơi chị ơi đẹp quá đi chị ơi, 150 ngàn đi mà 200 ngàn đi. 54 kg đổ lại mặc vừa, 54 kg ghi mà 55, 54 kg ghi mà 55 cho chị luôn, mà 55 kèm số điện thoại đi. 218 chứ chị Kim Thủy, 218 Kim Thủy. 52 kg đổ lại mặc vừa, 52 kg đổ lại mặc vừa. Lấy mẫu này ghi mà 89, lấy mẫu này ghi mà 89, 52 kg mà số 89. 55 chứ chị Thùy Linh, 55 Thùy Linh. 56 kg đổ lại mặc vừa, 56 kg đổ lại mặc vừa. Hôm nay cố gắng lắm mọi người, nó đẹp mà cố gắng lắm. Lấy mẫu này ghi mà 26, mà 26 kèm số điện thoại. Thôi nhưng mà 26 thì tổ tất ái nổi bây. 89 chứ chị FB, 89 FB. Biết là hàng đẹp, biết là mình có hàng đẹp đó. 55 kg đổ lại mặc vừa, 55 kg đổ lại mặc vừa. Lấy mẫu này ghi mà 23, mà 23 kèm số đi thôi. 26 chứ chị Út Quấn, 26 Út Quấn. Đẹp quá đi. Cũng có con Quấn nè, đang đặt tịch Quấn đấy bây. Đẹp quá đi. 51 kg đổ lại mặc vừa, 51 kg đổ lại mặc vừa. Lấy mẫu này ghi mà 151, lấy mẫu này ghi mà 151, 151 kèm số điện thoại. 23 chứ chị Trần Quyên, 23 Trần Quyên. Diều đang live stream phạt trực tiếp nghe mấy chị nghe, chứ không phải phạt like đâu nghe. Mấy chế đừng có nghĩ là phạt like nghe mấy chế. 55 kg đổ lại mặc vừa, 55 kg đổ lại mặc vừa. Lấy mẫu này ghi mà 24, mà 24 kèm số điện thoại. 151 chứ chị Oanh Vũ Mai, 151 Oanh Vũ Mai. Ôi, trời ơi chị ơi. Trời ơi. Đẹp không tì vết luôn đó nghe. Không biết đẹp kiểu chi đâu mà chị ơi. Hot girl, hot girl. Ui trời, một cào như hot girl. Freestyle. Lấy mẫu này ghi mà 243 xịt 200 nghìn, 243 xịt 200 chuyển khoản cho nhiều luôn. 243 200 cho nhiều luôn. 24 chút chị Hoài Trương Huỳnh, 24 chị Hoài Trương Huỳnh. Một cào như hot girl tiếp. Freestyle. Lấy mẫu này ghi mà 175, lấy mẫu này ghi mà 175. Freestyle. Freestyle là freestyle. Chứ chị Mai Quyên, 243 200 cho Mai Quyên. Đẹp nhưng mà nhỏ, 45 kg đổ lại mặc vừa, 45 kg mà số 210, 45 kg mà 210 cho chị luôn, còn đẹp quá trời. 175 chứ chị Mai Thảo, 175 Mai Thảo. Đừng nói nghe, lịch sử lập lại cho một con huyền thoại luôn mày chứ. Ui kìa, giống của chị nhờ. Ồ, con này giống ý con của chị luôn á. Giống cái áo của chị đấy. Úi chào ơi, 400 ngàn, bảo giá là 100 ngàn, 52 kg đổ lại mặc vừa. Ai mà chụp được con này chắc là về nhận áo xong ốm áo đang ngủ thôi. 52 kg đổ lại mặc vừa, lấy mẫu này ghi mà 111111111111. 210 chứ chị Nguyễn Liên, 210 Nguyễn Liên cho chị nuôi 072. Không biết tiền đó chị nở. 51 kg đổ lại mặc vừa, 51 kg đổ lại mặc vừa, 51 kg đổ lại mặc vừa. Lấy mẫu này ghi mà 20, 51 kg mà số 20. 111 chứ chị. Ờ đúng rồi, đúng rồi đấy. Con đi ăn đi. Con này đẹp quá, dễ. Con đi freestyle luôn, freestyle. Lấy mẫu này ghi mà 51, lấy mẫu này ghi mà 51, mà 51. 110 chị Nguyễn Thanh. 111 cho chị Nguyễn Thanh. Em ốm thì em về. Em ốm à? Đây có em. 20 chú chị Hằng Lê, 20 chú chị Hằng Lê. Em ở đó chị
chăm sóc cho em, bố mèo đó chị chăm sóc. 50 kg đổ lại mà vừa 50 kg đổ lại mà vừa lấy mẫu này ghi mà 136 kèm số điện thoại. Và 151 trước chị Hải Yến, 51 trước chị Hải Yến. Đúng rồi, chị đang ứng lớn rồi, em ứng về về. Đúng rồi, 54 kg đổ lại mà vừa đẹp quá chị ơi. Rồi thì em cái dương kêu em không nổi lên chịu không nổi. Con người xin em ra là cái mỏ em đã trượt rồi. 55 kg đổ lại mà vừa. Gọi mày xác minh rồi. 55 kg đổ lại mà vừa. Lấy mẫu này ghi mà 112. Lấy mẫu này ghi mà 112. 112 kèm số điện thoại 136 chứ chị Đặng Minh. 136 chứ chị Đặng Minh. Bỏ ra tiếp rồi ra cái gì? Ok đấy. Không phải hả? Nhìn đấy. Ồ, đẹp mà. 55 kg đổ lại mà vừa giờ không nổi được đi. Thằng đẹp chứ đi mà kêu. Ừ, đẹp chứ nhỉ. Rửa tới lần ra chừng nổi mọi người. 55 kg đổ lại mà vừa. Lấy mẫu này ghi mà 204. 204 kèm số điện thoại 112 chứ chị Đạt Chân. 112 chị Đạt Chân đuôi 599. Một cái nam dành cho người 80 kg, 85 kg đổ lại mặt vừa. Nam 85 kg lấy mẫu này ghi mà 249. 249 siệt nam cho nhiều luôn. 249 siệt nam. 204 trước chị Lan Phi Điệp. 204 trước chị Lan Phi Điệp. Ôi trời ơi, 54 kg đổ lại mặt vừa. 54 kg đổ lại là mặt vừa. Lấy mẫu này ghi mà 211. Lấy mẫu này ghi mà 211. 211 kem số. Thôi chị ơi, chị ơi, chị ơi. Ôi trời, em chết rồi, chết rồi chị ơi. Ôi cha lần chết luôn. Ôi đẹp đẹp. Ôi cha lực kéo trời. 249 nam chứ là chị Kim Thủy. 249 nam cho Kim Thủy. Còn nguyên đái nguyên vẹn luôn mấy chị này. Em nổi ga ga luôn mấy chị ơi. Ôi cha ơi trời ơi. Dành cho những bà nào phi sai luôn mấy chị ơi, đẹp quá đi. Phi sai lấy mẫu này ghi mà 223 siệt 250. 223 250 là tôi nói thiệt sử dụng chứ. 211 chứ chị Thúy Hân. 211 Thúy Hân. Úi ôi trời ơi, 50 kg đổ lại mặt vừa. 50 kg đổ lại mặt vừa. Lấy mẫu này ghi mà số. Lấy mẫu này ghi mà số 212. Lấy mẫu này ghi mà 212. 212 223 250 chứ chị Tường Vi. 223 250 chị Tường Vi đuôi 833. 55 kg đổ lại mặt vừa. 55 kg đổ lại mặt vừa. Lấy mẫu này ghi mà 106. 106 kèm số điện thoại. Siêu bỏng vào đây, bắt được con siêu bỏng vào đây. 212 chứ là đây. Nguyễn Xuân, 212 Nguyễn Xuân. Ui ôi, một con siêu bỏng lên tràn. 54 kg đổ lại mặt vừa, đẹp quá mà ơi. 54 kg đổ lại mặt vừa. Lấy mẫu này ghi mà 110. 110 kèm số điện thoại. 110 kèm số điện thoại. Đẹp quá đi. Đó, cái này đổi một đôi này, này. Ui ôi, con này bây giờ có cái một đôi này. Đôi có đẹp lắm mẹ chị ơi. Ui chào ơi, Phi sai, lấy mẫu này ghi mà 93. Lấy mẫu này ghi mà 93. 93 kèm số điện thoại. Đẹp quá chị ơi. 206 chứ rồi chị Hoàng Linh. 206 Hoàng Linh. 55 kg độ lại mặt vừa. 55 kg độ lại mặt vừa. Lấy mẫu này ghi mà 90. Lấy mẫu này ghi mà 90. 110 chứ chị Mai Lê. 110 Mai Lê. Ui, 55 kg độ lại mặt vừa. 55 kg độ lại mặt vừa. 55 kg mà 108. 55 kg mà 108. 93 chứ chị Anh Phương. 93 Anh Phương. Ui ôi, cái này mới nè. 90 chứ chị Oanh Nguyễn. 90 Oanh Nguyễn. 55 kg đổ lại mặt vừa. 55 kg mà 131. 55 kg mà 131. Ui ôi, cho tao cái siêu mỏng nữa. Cái gõ này. Trời ơi, đẹp quá đó. 54 kg đổ lại mặt vừa. 54 kg đổ lại mặt vừa. Lấy mẫu này ghi mạng 16. Mạng 16 kèm số điện thoại. 108 chứ chị Phan Hồng. 108 Phan Hồng. Đó, ui ôi. 313 chứ chị Hồng Mỹ. 313 Hồng Mỹ. Trời đẹp quá chị ơi. Trời ơi. Trời ơi, con này bao nhiêu chị? Em ôi trời ơi. Chị ơi. Đẹp quá đi. 500 mà em bán 100 đó. 100. 100 không lên. 55 kg đổ lại mặt vừa. Lấy mẫu này ghi mà 156. Lấy mẫu này ghi mà 156. Ôi ôi đẹp quá đi. 156 kèm số điện thoại. Đẹp quá luôn đi ơi. Mã 16 trước cho Phạm Thủy Dương. 16 Phạm Thủy Dương. 50 kg đầu lại mặt vừa. 50 kg mà 146. 50 kg mà 146. 156 trước chị Mai Đào. 156 Mai Đào. Đây này hiện tại đang là hot trend mấy chị này. Đó. Thấy không? 50 kg đổ lại mặt vừa. 50 kg mà số 18. 50 kg mà số 18. Đẹp quá mà ơi. Ở
đẹp quá. Ui đau ơi. Chị ơi. Lại thêm một con đây rồi thôi. Không sống nổi luôn rồi. Toàn phong bơm bơm. Phong bơm bơm đẹp ghê luôn ý. Ui chào là kiểu đẹp trời ơi. 55kg độ lại mặc đẹp. 55kg độ lại là mặc đẹp. Cái này mà mặc tết thì khỏi nói khỏi bàn luôn nghe mày chị nghe. 146 chứ chị Đặng Minh. 146 Đặng Minh. 55kg độ lại mặc đẹp. Lấy mẫu này ghi mà 146 xịt 300.000. 146 xịt 300.000 bán rẻ luôn mấy ơi. 18 chứ chị Hồng Thanh Vũ. 18 Hồng Thanh Vũ. Con em lọc hai cái gì đấy. Ôi trời ơi. Trời ơi. Ôi trời, một cái móng tô này. Chết luôn mọi người, chết luôn. Trời ơi, cho em mà cái giá chị cầm lên. Sao mà cái giá chị cầm lên hả? À? Sao em nhìn tai rồi em? Chị mà cầm lên chị đặt xuống lên em thấy liền rồi em. 54kg độ lại mặc vừa. 54kg độ lại mặc vừa. Lấy mẫu này ghi mà 150. 150 kèm số điện thoại. Mà tao này có chị trên đèo bánh kìa. Ôi trời. Chị ạ. Ôi trời. 146 300 chị Trương Thị Ái Vân. Ôi trời là đẹp trời. 50kg độ lại mặc vừa. Đặc biệt mọi người đẹp của mọi người. Con này không biết về phân với 200.000 đó mẹ chế. 100.000 đó nghiêng. 50kg độ lại mặc vừa. Lấy mẫu này ghi mà 135. 135 kèm số điện thoại. Mặc qua mọi người ơi. 150 chứ chị Tường Vi. 150 chứ chị Phi Hà. 150 Phi Hà. Wow, em không biết em mệt cho em chịu nổi rồi. 54kg độ lại mặc vừa. 54kg độ lại mặc vừa. Lấy mẫu này ghi mã 17. 54kg mã số 17. 135 trước chị Mỹ Lệ. 135 Mỹ Lệ. Sao ghi con này đẹp màu đẹp đi ơi. Cái màu này quá đứt luôn rồi. Màu đẹp dễ sợ nghe. Chào ơi, trời ơi, cái màu trời ơi, đẹp quá đi. 55kg độ lại mặc vừa. 55kg mã 128. 55kg mã 128. Cái này số đi cũng bài luôn. Wow, trời là đẹp ơi. 49kg độ lại mặc vừa. 49kg độ lại mặc vừa. 49kg mà số 14. 49kg mà 14. 17 cho chị Trương Thị Thanh Hằng. 17 Trương Thị Thanh Hằng. 128 với chị Diễm Quỳnh Phun Xăm. 128 Diễm Quỳnh Phun Xăm. Ai lập hàng đi Quỳnh nha. Hôm qua ai đúng rồi, tối hôm qua mà. Đúng rồi, tối hôm qua chắc cũng thấy mùi đen mơ chắc vậy rồi. 55kg độ lại mặc vừa đẹp quá đi. 55kg độ lại mặc vừa. Lấy mẫu này ghi mà 130. 130 con đẹp quá. 14 chứ chị Chi Quỳnh. 14 là chị Chi Quỳnh. Con đẹp quá đi. 1 đẹp nhỉ. Đẹp thế. Ôi trời ơi. Ôi cưng chưa. Đẹp quá đi. Bỏ thông tin đi. 130 đẹp quá đi. Trời ơi. Ui đẹp quá rồi, em mới ngủ vào đây. Trời ơi, cả đời mấy ạ. Làm đi cả đời mấy. 55kg độ lại mặc vừa. 55kg mà 246, cái này dành cho giáo viên. 55kg mà 246. 130 chứ chị Hương Quỳnh HT. 130 chị Hương Quỳnh HT. 55kg độ lại mặc vừa. 55kg độ lại mặc vừa. 55kg mà số 10 mọi người. Dù nó nhỏ lại thì nghe. Dù nó nhỏ mọi người nghe không. 55kg mà số 10. 246 chứ chị Trinh Hoàng. 246 chứ chị Trinh Hoàng. Đẹp tiếp. Số 10 chứ chị Hải Nguyễn. Số 10 chứ chị Hai Nguyễn. Hot girl đấy. Hot girl đấy. Hot girl đấy. Hôm nay cho hot girl đấy. Này. Hôm nay cho hot girl. Mình hot girl mày chê. Phía sai. Lấy mẫu này ghi mà 238. Lấy mẫu này ghi mà 238. Phía sai. Bảo Quân mặc không khớp. Chị ơi. Chị ơi. Chị Hồn. Mang áo đẹp quá đây. 50kg độ lại mặc vừa. 50kg độ lại mặc vừa. Mang áo xấu bao thì thế. Nhớ bao đẹp thôi. 50kg độ lại mặc vừa. Lấy mẫu này ghi mà 136. 136 kèm số điện thoại. 238 chứ chị Thanh Thủy. 238 Thanh Thủy. Ôi dồi đẹp trời. Mấy cái áo này mặc tết rất nhẹ nhàng nhỉ. Nhờ tết rất. Chào ơi trời. 50kg độ lại mặc vừa. Trời ơi con có điện thoại làm gì đấy chị. 50kg độ lại mặc vừa. Lấy mẫu này ghi mà 114 con đẹp quá đi.
Đây để mặc con đen thôi. 136 cho chị Hoài Nam Vũ. 136 Hoài Nam Vũ. Ôi trời chị ơi. 17 triệu cho bữa chị ơi. Em ơi. 50, ui trời ơi. Kéo nên 50 ký đổ lại mặc vừa. 50 ký đổ lại mặc vừa. Lấy mẫu này ghi mà 70. 50 ký ghi mà 70. Ừ. 114 chứ chị Mai Liên. 114 Mai Liên. 52 ký đổ lại mặc vừa. 52 ký đổ lại mặc vừa. 52 ký mà 107. 52 ký mà 207. 52 ký mà 207. 207. 70 chút chị Thảo Nguyễn. 70 chút chị Thảo Nguyễn đôi 906. Đẹp chị sợ mà cái áo này tôi thích ghê luôn mẹ ơi. Này đu, đẹp ghê, thích mấy cái kiểu áo kiểu này đi. 50 ký độ lại mặc vừa. 50 ký mà số 15. 50 ký mà số 15. Thấy không? Thay đổi cái chẳng hạn không? Thay đổi không kia thôi chị đẹp luôn. Đẹp quá đi, trong trang đấy mày đứa. 207 chốt chị Văn Thị Hằng. 207 chị Văn Thị Hằng. Ôi cái nịt kìa. Ôi cái nịt này. Cái nịt luôn. Ôi đợi chị chưa có lòng đỏ hết. Chị không có đỏ rồi, em cho chị 12 màu luôn đi. Đủ 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 bạc xanh màu luôn đi. 12 màu là đủ luôn cho chị. Chị ơi cái áo bộ vừa hồi hôm á. Cái áo có chấm đỏ xanh tím vàng. Đúng rồi, đó chị nữa là cái nữa là chị đủ luôn rồi đó. 50 ký đổ lại mặc vừa. 50 ký đổ lại mặc vừa. Lấy mẫu này ghi mà 94. Sẵn này để gọi là sẵn này. Mà 94 kèm số điện thoại. Trời ơi, còn đẹp chứ. 15 chứ chị Nhị Khê. 15 Nhị Khê. Đẹp và rẻ nữa chứ. Nghe không mọi người? Nghe không? Đẹp mà rẻ nữa chứ. Trời ơi, kiểu nám đình tắm nghi thì mua về trong mình thì sướng cả đời luôn mày chị. Mới đi. Có gạo có mạ cốt này, dễ sợ chứ, áo nám này. Con trăm nghìn lắm có luôn rồi đó. 60kg, 65kg đồ lại mặc vườn đẹp và thứ sinh nhỉ. Mà cái mạ áo thích thứ sinh ghê luôn á. Nám nữ đều nhìn thứ sinh. Cho nên mình thích thứ sinh là mình mặc bán áo thứ sinh mà thôi. Lấy màu này ghi mà 140 xịt nám. 140 xịt nám cho nhiều. 94 chứ chị Tuyền Zumi, 94 chị Tuyền Zumi. Ô trời đẹp trời. 56 ký độ lại mặc vừa. 56 ký độ lại mặc vừa mới quá đi chị ơi. 56 ký độ lại mặc vừa. Lấy mẫu này lên giá nhỉ. 56 ký mà 189, 189 kèm số điện thoại. 140 nam chú chị Huyền Nguyễn. 140 nam chị Huyền Nguyễn đôi 973. 58 ký đồ lại mặc vừa con này to này. 58 60 ký á. 58 60 ký đồ lại mặc vừa. Lấy mẫu này ghi mà 69. Lấy mẫu này ghi mà 69 cho nhiều luôn. 69 69 69. 189 chú chị Trang Phương Linh. 189 Trang Phương Linh. Trời ơi đất trời, trời ơi là đất trời ơi. Cái áo nó đẹp hơn mẫu mới nữa. Trời ơi. Cái áo này hàng triệu mày chế nè, mua mày giảm 8.000 đây. 55 ký đồ lại mặc vừa. 55 ký đồ lại mặc vừa. Lấy mẫu này ghi mà 134. Lấy mẫu này ghi mà 134. 134 kèm số điện thoại. 69 trước chị Huyền Vũ. 69 Huyền Vũ. Hoàng ơi. Trời ơi, một cái áo nở ghê. 60 ký đồ lại mặc vừa. 60 ký đồ lại mặc vừa. Lấy mẫu này ghi mà 65. Lấy mẫu này ghi mà 65. 134 trước chị Châu Minh. 134 Châu Minh. Con này quá đẹp luôn chị ơi. 54 ký độ lại mặc vừa. 54 ký độ lại là mặc vừa. Lấy mẫu này ghi mà 214. Lấy mẫu này ghi mà 214. 214 là 214. Úi da ơi, kiểu nám đi trăm nghìn về chắc chết luôn chứ. Lại thêm một kiểu nám siêu phẩm đây nè. 65-70 ký độ lại mặc vừa. 65-70 ký độ lại mặc vừa. Lấy mẫu này ghi mà 129 xịt nám cho nhiều. 129 xịt nám cho nhiều luôn. 65 chứ chị Thơ Thăng. 65 Thơ Thăng. 214 chứ chị Nguyễn Bình An. 214 Nguyễn Bình An. Ui trời kiểu mà không chịu nổi nữa mày chơi. 55 ký độ lại mặc đẹp. 55 ký độ lại mặc đẹp. Lấy mẫu này ghi mà 148. Lấy mẫu này ghi mà 148. 148 kèm số điện thoại. 129 nam chứ chị Trang Chi Kỳ. 129 nam Trang Chi Kỳ. Ui ôi trời ơi là trời. Ui trời ơi. Kiểu này đẹp quá chị ơi. Ui trời ơi. Ui trời ơi đẹp trời. 55 ký độ lại mặc vừa. 55 ký độ lại mặc vừa. Lấy mẫu này ghi mà 68. Lấy mẫu này ghi mà 68. 148 trước chị Mai Liên. 148 Mai Liên. Rồi xong một con Burberry nghe. Burberry hàng phát nghe mày chê. Burberry phát nghe.
Bữa nay không về đây gì. Mấy khi mà có Burberry thật là đấu giá này nó mới nắng nghe. Burberry thật cũng được nghe. 58kg đổ lại mặc vừa. 58kg mà số 64. 58kg mà 64. 68 chứ chị Mai Liên. 68 với chị Mai Liên. Úi dồi ôi, đón đẹp ơi. Mai Liên nào. Mai Liên ra chưa? Rồi. 55kg đổ lại mặc vừa. 55kg đổ lại mặc vừa. Lấy mẫu này ghi mà 74. Lấy mẫu này ghi mà 77. Lấy mẫu này ghi mà 77. 74 lối ra đây. Lấy mẫu này ghi mà 77. Con đẹp quá. 64 chứ chị Trà Omachi. 64 chứ chị Trà Omachi. Trà Omachi. Nhiều ơi đà chưa. 54kg đổ lại mặc vừa. 54kg đổ lại mặc vừa. Lấy mẫu này ghi mà 63. Lấy mẫu này ghi mà 63. Con này tươi quá đi. Tươi 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 quá. 77 chứ chị Hồ Thị Thảo. 77 Hồ Thị Thảo. Sao ấy tới không cần tới luôn mẹ ơi. Đẹp quá chị ơi. Cái này có cái mũ nôi á. Này, này dù nói mọi người này. Mua cái mũ nôi màu sọc về. Mua cái mũ mũ nôi sọc á. Mà không có mũ nôi thì đâu. Tại không nôi. Tại cái nôi cũng được không? Cái nồi. Mà nếu như không mua được cái mũ nôi thì đổi tạm cái nôi cũng được nghe. Đó. Đó. Ui thật cái này kết lại mặt. Mày đây, xuống lấy nồi cho nhiều. Cái này đổ cái bún nôi sống sống với kia. Hiểu không? Đó. Đó, xong có những gì thẳng từ đấy. Yeah. 63 chứ chị GV. 63 GV. 55kg đổ lại mà vừa. 55kg mà 66. 55kg mà 66. Mà kê quá đi. Cái gì hết rồi. Con đẹp quá đi. 55kg đổ lại mặc vừa. 55kg đổ lại mặc vừa. Lấy mẫu này ghi mà 62. Mà 62 kem số điện thoại này. Chuẩn bị Diệu lấy một nôi với bán nữa. Diệu sẽ bán một nôi màu đen là 1 này. Màu sọc là 2 này. Màu đỏ là 3 này. Màu sữa là 4 này. Và mỗi cái áo như thế này Diệu sẽ đổi cái bộ nôi lên cho mọi người hợp với bộ đồ mọi người mua thấy chưa. 66 chút chị An Phạm. 66 An Phạm. 62 chứ chị Huyền Lê. 62 Huyền Lê. 55kg đổ lại mặc vừa. 55kg đổ lại mặc vừa. Lấy mẫu này ghi mà 61. Con này mới qua đi trời ơi. Trời là kéo trời ơi mà 61. Thảo vi mà 61. Đẹp quá đi. Quá đẹp. Đây là con không được. Rồi. Kéo nám đẹp quá chị ơi. Con này nám 60kg nghe. Nám 60kg quá đôi nhiều. Nám 60kg. Nám 60kg. Lấy mẫu này ghi mà 141 xiệt nám cho nhiều. 141 xiệt nám. 61 chứ là chị Ngô Thanh Nhàn. 61 Ngô Thanh Nhàn. Đây con loại mẹ nữa đi. 60kg độ lại mặc vừa tỷ mới luôn. 60kg độ lại mặc vừa dành cho giáo viên. Lấy mẫu này ghi mà 188. Lấy mẫu này mà 188. 141 nam chứ chị Thu Thủy. 141 nam chị Thu Thủy. Con này đẹp quá chị ơi. 54kg đổ lại mặc vừa. 54kg mà số 256. 54kg mà 256. 188 chứ chị Nhung Gumi. 188 chứ chị Nhung Gumi. Nhung Gumi ô. Hiểu chứ hô. Còn bên đây là bên đây Nhung Gumi. Nhung Gumi ô. Bên đây là Nhung Gumi. Gumi răng. Gumi răng. Một lần răng hồ. Răng hồ. Răng hồ. Bên đây nhúng răng hồ. Bên đây nhúng cũng bị hồ. Bên đây nhúng răng hồ. Nhúng răng hồ. Này 55kg đồ lại mà. Răng hồ. Bên đây nhúng răng hồ. Này nhúng răng hồ. 55kg đồ lại nó vừa. Lấy mẫu này ghi mà 115. 115 cái em số điện thoại. Nhúng răng hồ. Nhúng răng hồ. Rồi này 256 chứ chị Như Quỳnh. 256 chị Như Quỳnh. Ôi là tôi bật kia đây. 55kg đổ lại mặc vừa đẹp quá đi. 55kg đổ lại mặc vừa. Lấy mẫu này ghi mà 181. Lấy mẫu này ghi mà 181. 181 kem số điện thoại. 115 chứ chị Huyền Như. 115 chứ chị Huyền Như. Đang nghe cái téo hả? Đang nghe cái téo hả? Đang nghe cái gì? Nhìn thấy mà đem mất ngủ. Thật đó hả? Vậy hả? Sao mà quay lại mày đừng cái chuyện 50kg đồ lại mặc vừa. Cho con phương vào bộ bọc đôi rồi. Thôi là hồi luôn rồi mẹ rồi. Thấy chưa? Sao em đi nhỏ. Hồi đầu đây hồi đầu chiều bị bóng theo. 50kg đồ lại mặc vừa. Lấy mẫu này ghi mà 67. Lấy mẫu này ghi mà 67. Tập trung đô 181 chứ chị Mia xin đi. 181 Mia xin đi. 50kg đổ lại là mặc vừa.
50 kg đổ lại mặc vừa. Lấy mẫu này ghi mã 187, 187 cho nhiều luôn mọi người. Thể chất thể riêng, thể riêng có thể xiên mà muốn thể trọng là mua cả new jean này năm mươi hai ký đổ lại im, 52 kg đổ lại mặc cơ mặc vương im, 52 kg đổ lại mặc vừa, lại mẫu này ghi mà 75, mà 75 kèm số lên rồi, 52 kg đổ lại mặc cười. Này mấy cái đi mặc với một nồi đẹp đó này, đó mấy cái đi phải mua này, bởi vì đang chuẩn bị giờ nhiều lấy một nồi mấy cái máu đi về này, cho nên là mua được đi rồi mua một nồi sao cũng được đó. Nghe 56 kg đổ lại mặc vừa, 56 kg mà số 73, mà 73 là nhiều luôn. 67 chứ chị Hải Yến Nguyễn, 67 Hải Yến Nguyễn, 187 chứ chị Hùng Dày, 187 Hùng Dày. 55 kg đổ lại mặc vừa, 55 kg mà 221, 55 kg mà 221, đẹp quá đi thế nào, cái con vàng ở giá này chị đẹp quá đi, ui chào ghi là kéo này đẹp trời ơi, cắm nghìn đây mày chê ơi, 48 kg đổ lại mặc vừa đẹp quá, 48 kg đổ lại mặc vừa, 48 kg đổ lại mặc vừa, lấy mẫu này ghi mã 95, mã 95 kèm số điện thoại. 73 chứ chị Xuân Nguyễn, 73 Xuân Nguyễn đôi 963. Trời ơi đừng nhìn đôi chị. Trời chết con này luôn trời. Đừng nhìn ngay, đừng nhìn ngay. Chết luôn mọi người, đẹp quá đi. Trời ơi là đẹp. Áo thế chị có mặc tệt đó. Chị có mặc vô là mặc tệt luôn, chẳng cần nói nhiều nữa đây. 221 chứ chị Tinh Tuyền, 221 đó chị Tinh Tuyền đuôi 669. Ôi chao ơi, trời ơi là nó đẹp, trời ơi. Ta nói hàng chim ăn dễ thương rồi bị giết. Ôi trời đẹp trời. Hai cổ đó kìa. Ôi khá nhiều mà buồn quá đi, mệt quá đi. Không nói đồ nữa, quá đẹp, con đẹp quá luôn chị ơi. Bán nào mà trả được giá con đi bán con vàng luôn. 95 chứ chị Trang Trang, 95 Trang Trang. 55 kg đồ là dìu đang tưởng tượng mấy con đi, chỉ có mặc thế thôi. Đẹp quá đi trời. Này tết nha, bà nào mà lấn á thì mặc cái áo len cổ lò lên nè, áo len cổ lò nghe coi, mà ví dụ những chỗ mà đừng có lấn quá ấy, mặt đâu có trang điểm đâu mà răng le có con mắt đấy bé nhờ, đâu trang điểm đâu mà le có con mắt đấy nghe. Rồi 55 kg độ lại mặc vừa mặt tết á, mà mặc áo cái cổ lò này chỗ mà mặt mặt mát mát tí á nghe, đó là mặc cái áo cổ lò như nhiều đấy nè, mặt mát đó đó. Rồi mặc kéo đi vô là nhìn thật đẹp, đồ dưới đi mặc quần đen nữa là đẹp, đúng đẹp luôn. Còn không mặc cái váy nữa là đúng đẹp luôn. 55 kg đồ lại mặc vừa, lấy mẫu này ghi mà 114 xiết cái giá muốn trả. 114 xiết cái giá mà muốn trả và muốn mua luôn. 114 xiết cái giá muốn trả. Ui đẹp quá đi. Mấy con nói chỉ dân mặc tết thôi nghe mày chê. Mấy con nói là chỉ có mặc tết thôi nghe. Mặc tết thôi nè nghe. 55 kg đổ lại mặc vừa, 55 kg đổ lại mặc vừa. Lấy mẫu này cái cho nhiều mà 186, ai nhiều cũng chỗ hết. Cho nên là chị đừng có nói rồi mà nhiều buồn nghe. Nhiều lái chứ cũng mệt lắm. Nhiều muốn ai cũng mua hết á. Lấy mẫu này ghi mà 186, 186. Các bạn đi tốt chưa? Các bạn đi chưa? Còn bà này chỗ trước đó. Ừ. Bây giờ mà chỉ chỗ toàn được cái nào nữa là không, bà không bao giờ ship. Tuyệt đối không ship toàn nữa luôn. Bạn mình đang trả 99 ngàn con nữa là khốn nạn. Đừng có chỗ con nữa một cái nào hết cho em. Con bạn khốn nạn và mất nết. Tao không chỗ cho mấy cái nào hết nữa nghe con tê. Ừ, rồi. Nghe nhí là em này ngưng rồi. Rồi, chỗ cái chị đang ai trả được cái áo nữa, cho trả 200 tên rồi, thật thiệt đấy. Chào ơi trời. Rồi ok, có ai trả hơn bàn kia không? 350. Có ai trả hơn cao được không? Có ai trả hơn cao được không? Trả ai trả hơn Phi Nhi được không? 450, à 400 nghìn. Có ai trả cao hơn mặt Phi Nhi là 400 nghìn không? Lên một tí nữa mà được kêu cái áo đẹp. Mà mặc tiền đừng nghe mày chế, nghe. Mới tin 100% là mới. Nhân không mới trả lại nhiều luôn, được nghe. Rồi ok, phán lên bên trong 400 nghìn chốt. Rồi 55 kg đổ lại mặc vừa, 55 kg đổ lại mặc vừa. Lấy mẫu này ghi mã 149, lấy mẫu này ghi mã 149 con này mới ghê đấy. 149 kèm số điện thoại. Wow, chào qua là mới trời ơi. 55 kg đổ lại mặc đẹp, 55 kg đổ lại là mặc đẹp. Lấy mẫu này ghi cho nhiều mã số. 55 kg mã 96, 55 kg mã số 96.
186 trước cho Vi Lê, 186 Vi Lê. Con này mới mà đẹp quá chị ơi. 149 trước chị Hằng Kim, 149 Hằng Kim. 55kg độ lại mặc vừa, 55kg độ lại mặc vừa, 55kg mà số 12, 55kg mà 12. 96 trước chị Yến Nhi, Nguyễn Yến Nhi, 96 chị Yến Nhi. 50kg độ lại mặc vừa, 50kg mà số 08, 50kg mà số 08. 12 chứ chị Julie, 12 Julie. Ui chào mọi đẹp trời. 58kg độ lại mặc vừa, 58kg độ lại mặc vừa. 58kg mà số 06, 06. 08 trước chị Tâm Tâm, 08 Tâm. Ôi. 08 trước chị Ngọc Quyên, 08 Ngọc Quyên. 08 Ngọc Quyên ngay cái này là 350 bạn và giá là 100.000 nghe mày chế. 350 bạn 100.000 cho nên mày gọi là săn nghe. Đẹp cực kỳ luôn. 50kg độ lại mặc vừa. 50kg mà số 09 con này đẹp vãi luôn đi. 50kg mà số 09. 06 trước chị Nguyễn Trang, 06 Nguyễn Trang đuôi 580. Úi giời chào đẹp trời. Phi sai. Lấy mẫu này ghi mà 97 phi sai. 09 trước chị Bong Bong, 09 trước chị Bong Bong. Úi trời ơi, lấy mấy cái áo mặc tệt ra. Tí nữa lấy mấy cái áo mặc tệt ra rồi. Lấy mấy cái áo mà là la mặc tệt ra nữa thì ngon. Chuẩn bị lan tệt ra được rồi đó. 55kg đổ lại mặc vừa. 55kg mà số 98. 55kg mà số 98. Úi trời ơi. Của Nam này, Nam 65kg đây. Nam 65kg đổ lại mặc vừa. Nam 65kg mà số 05. 05, 05 xịt Nam cái gì luôn. 05 xịt Nam. 97 chứ chị Hà Nguyễn, 97 chị Hà Nguyễn đuôi 050. Chu cho là cái tay này chị ơi, có cái tay này. Chu cho là đẹp trời. 98 chứ chị Quỳnh Quỳnh, 98 Quỳnh Quỳnh đuôi 677. 54kg độ lại mặc vừa, 54kg mà số 04. 04 100.000. 05 chứ chị Nguyễn Hiếu, 05 Nguyễn Hiếu. Cho con mình đoán lại. 56kg độ lại mặc vừa, 56kg. 56kg mà số 03, 56kg mà số 03. Chào má ơi, cái này là hết cách cho tôi. 04 trước chị Hương Hoàng, 04 trước chị Hương Hoàng, 04 Hương Hoàng. Con này phải đưa hút cháu đi. Ui, ui, đẹp chưa? Ồ, da lộn chưa? Ui, mơ da lộn. Ui, đẹp chưa? Xinh nhỉ? Cái này dễ thương quá à. Chị mặc đẹp quá đi. Ừ, cái này chị mặc hợp mà. Mặc đồ đúng hợp luôn á, đôi giày chặt. Lại là đôi giày chặn nữa, cứng quá đi. Em ơi, cái này cứng quá đi mày chị ơi, bóng mơ. 03 trước chị Savira Ngọc, 03 chị Savira Ngọc. Con này bóng mơ da lộn này mày chị, một cái chỉ có một cái duy nhất thôi. Không có đúng hàng đâu. Đẹp quá đi, để mặc con này mặc cha đi, đẹp quá. Đẹp thiết á. Đẹp quá, con này mặc đẹp. Rủ xuống, cái mai trả cao cao rồi bán được. Ừ, là 52kg độ lại mặc vừa, 52kg mà số 247, 52kg mà 247. Mới tao lái mặc mệt á. Tại tao lái mặc mệt chưa? Mệt thôi. 56kg độ lại mặc vừa, 56kg độ lại mặc vừa. Lấy mẫu này ghi mã 11, lấy mẫu này ghi mã 11, con này siêu phẩm nghe. Mã 11. 247 chứ chị Ni Soái Phan, 247 chị Ni Soái Phan. Ủa, đẹp quá chị ơi. 55kg độ lại mặc vừa. 55kg mà số 07. 55kg mà số 07 con này luôn của Hà Đen. Ừ, bốn lên tiếp rồi, lại lên đi. 11 chứ chị Lệ Thu Khóc, 11 đó chị Lệ Thu Khóc. Má ơi. Trời ơi là trời. 54kg độ lại mặc vừa. 54kg mà số 99. 54kg mà số 99 cho nhiều luôn. Mà 99 kèm số điện thoại. 07 chứ chị Hợp Cun, 07 chị Hợp Cun. 49kg độ lại mặc vừa. 49kg độ lại mặc vừa. Lấy mẫu này ghi mã 119. 119 cho nhiều luôn, đẹp quá à. 99 chứ chị My Hoàng, 99 My Hoàng. Úi trời đẹp này đẹp trời. 45kg độ lại mặc vừa. Con này giống như áo còn nít chứ nhờ, 40kg thôi. Giống như áo còn nít chứ mày chết. Ừ, đúng áo còn nít đấy. 40kg thôi, áo còn nít, mang tô còn nít. 40kg đồ lại mặc vừa, lại mẫu này ghi mà 120 cho con nít. 119 chứ chị Nga bé, 119 Nga bé. Mang tô còn nít hiếp lắm, một kiền đứa con cái mấy. Ôi ơi, tiếp tục một cái áo siêu phẩm tiệm này mày chết. 55kg đồ lại mặc vừa. 55kg mà 186 cho nhiều luôn. Chị ơi, hiếp lắm, hiếp.
Nó mới 8 kg đồ lại mà vừa con đi tìm mới luôn. Nó mới 8 kg mà 142. Nó mới 8 kg mà 142. 120 cho chị Diệu Hiền. 120 Diệu Hiền. Cái bộ xéo cho đi chuyển đi. Đã như đi đây em ra đi chuyển em không là được đấy. 55 kg đồ lại mặc vừa. 55 kg đồ lại mặc vừa. Lại mẫu này ghi mà 116. 116 kèm số điện thoại. 186 cho chị Trần Ánh Nguyệt. 186 Trần Ánh Nguyệt. Vào đây. Em nghĩ là như thế này, Diệu ra trong nhiều em muốn lái, hiểu không? Ý là chị Diệu mệt á. 50 kg độ lại mặc vừa. 50 kg mà 117. 50 kg mà 117, cái này con mát này. 117 con mát luôn. 142 chứ chị Quỳnh Quỳnh. 142 Quỳnh Quỳnh. Sao thế là phải chia ra hai người, một người gấp người gấp thì hai người gấp người gấp thì 116 chứ chị cơ bác. 116 cơ bác. 55 kg độ lại mặc vừa. 55 kg mà 126. 55 kg mà 126. Con mày cho tao hai chục đấy nha. Tao đầu đấy nha. Ôi, chắc tao thôi là nhân hai người rồi. Cho tao mệt thôi. 50 kg độ lại mặc đẹp. 50 kg độ lại mặc đẹp. Mặc đẹp. 50 kg độ lại mặc đẹp. 50 kg mà số 74. 50 kg mà 74. 117 chứ chị Phương Dung áo cưới. 117 chứ Phương Dung áo cưới. 126 chứ chị đồ gỗ Thiện Tân. 126 đồ gỗ Thiện Tân. Ủa thì hôm nay ta lái cho đến 4 giờ luôn đấy. Bây đi xài thịt con tao mệt lắm. Tao mà lại đến 4 giờ tao mệt. Chị kiếm đi để tiền thôi. 55 kg đồ lại mặc vừa. 55 kg mà 126 cuộc đời này thật khốn nàn. 55 kg mà 126. 55 kg mà 152. 55 kg mà 152. 152 nghe sorry sorry. 74 chứ chị Phương Lý. 74 Phương Lý. Con Diệu nó thấy tiền mà nó không thấy chữ đâu. Mày thiệt đấy, con này đẹp quá mẹ ơi. Trời là kẹo trời ơi, thăm nghìn trời ơi. Đẹp quá đi mẹ chị à, đẹp quá đi. 49 kg độ lại mặc vừa. 49 kg độ lại mặc vừa mà 224. 49 kg mà 224. 152 chứ chị Thu Huyền. 152 chị Thu Huyền. Đẹp quá đi. 58 kg độ lại mặc vừa. 58 kg mà 109. 58 kg mà 109. Ui trời là hot girl luôn, hot girl luôn. Áo dành cho hot girl, hot girl. 55 kg độ lại mặc vừa. 55 kg mà 125. 55 kg mà 125. 224 chứ chị Hồng Phượng. 224 Hồng Phượng. 109 chứ chị Trà My Võ. 109 chứ chị. Đây 109 chứ Trà My Võ. 55 kg độ lại mặc vừa. 55 kg mà 184. Con nó siêu đẹp luôn, 184 siêu đẹp. 125 chứ chị Huy Kim. 125 Huy Kim. 58 kg độ lại mặc vừa. 58 kg mà số 99. Con này là hai lớp này. Con này siêu huyền thoại đây này. 58 kg mà số 99. Đẹp quá. 184 chứ chị Kiều Oanh. 184 chứ chị Kiều Oanh đưa 992. Ôi cho cái này đẹp thế này là chứ này. Bông bông lấy được thế nào. Ồ 50 kg độ lại mặc vừa có những giống có tháp tung ấy nè. 50 kg độ lại mặc vừa. 50 kg mà 185. 50 kg mà 185. Cái đi được. Cái đi được. Má 99 chứ chị Hy Vọng. 99 Hy Vọng. Không nhìn cái kia được đó. Con này đẹp quá chị ơi. Phi size lấy mẫu này ghi mà 145. Phi size mà 145 cho nhiều luôn. 145. 185 chứ chị Huyền Thanh Nguyễn. 185 Huyền Thanh Nguyễn. Ôi cho là mới trời ơi. 48 kg độ lại mặc vừa. 48 kg mà số 257. 257 48 kg. Em mới nhận được măng tô 100.000. Còn đẹp hơn cả bữa trước. Em mua áo 250 luôn á. Lạ ghê. Ở chị thấy lạ ghê. Nhưng mà chị thấy bình thường lắm ạ. Cái đó cũng có chứ là lạ cả. Bởi vì là hàng sale thì nó nhiều lúc chị nói thiệt có cái 500. Em chốt đúng cái 500 thì nó còn đẹp hơn cả cái 200 nữa. Cái đó là chuyện quá bình thường. Em mua được cái 100.000 là bị em biết không? Vì cái nữa chính là cái 500 đó em ơi. Em hiểu không? Chứ em hiểu không? Chứ không phải là cái nó xứng đáng với giá 100.000. Cái em chốt 100.000 chính là cái 500. Mà cái 500 này tất nhiên là đẹp hơn cái 250.
Đó là điều tất nhiên rồi. Chứ bây giờ nói chị ơi, em nhìn áo được 99 ngàn. Áo 99 ngàn cũng nhìn nó chẳng đẹp bằng áo 250. Cái đó là điều đó là quá thực tế. Và ví dụ nó như vậy thì nó kiểu gì á. Bây giờ phải chơi hàng xấu mới sale thì không được. Sẵn hàng sale tức là cái hàng đẹp mình sale thì nó mới thích, hiểu không? Thế còn để mà nói là nó xấu thì thôi, bán lắm đi. 145 chứ chị Trần Thủy, 145 Trần Thủy. 55kg độ lại mặc vừa, 55kg mà 225, 55kg mà 225. 257 chứ chị Ánh Hoàng, 257 Ánh Hoàng. Đi đâu rồi trời ơi? Cho miệng thuốc, cho em miệng. Có thấy chị Anh Ngọc. Mệt rồi, mệt rồi đó, công nhận không bị mệt rồi đó. Có miếng cá mà ăn này. 225 chút chị Minh Tuyết, 225 Minh Tuyết. Chỗ cho em với nơ nè kìa, chỗ cho em với kìa. 55kg đồ lại mặc vừa, 55kg mà 183, 55kg mà 183. Cố lên 200 rồi. Tháng 11 năm nữa mày đi. 48kg độ lại mặc vừa còn đẹp quá đi. 46kg độ lại mặc vừa, 46kg mà số 180, 46kg mà 180. Ôi trời ơi, ôi lọc à các bạn à. Mình nhớ ra mình cứ bảo lên lọc đẹp lắm mà. 50kg độ lại mặc vừa, 50kg mà số 133, 50kg mà 133. Đây đây này. 183 chứ chị Hằng Lê, 183 Hằng Lê. Áo lông bao mà chị ơi, áo lông bao. Áo đi mà giống như kiểu của chị rồi tê. 50kg độ lại mặc vừa, 50kg mà 251, 251 cho nhiều con này không đẹp quá à. 180 chứ chị Lê Hà Phương, 180 Lê Hà Phương. 133 chứ chị Hà Ni, 133 Hà Ni. Đây là con này. Cái ôi đem sẽ bỏng quá luôn. 60kg độ lại mặc vừa, 60kg mà 259. Con này 60kg mà 259 nghe. Qua tiệc Burberry. Ui cho thằng đẹp trời ơi. Con này đẹp chứ chị ơi. Con này dành cho hot girl đấy mà chị này. Áo dành cho hot girl đây, free size nghe. Lấy mẫu này ghi cho nhiều mà số 179, 179 kèm số điện thoại. 251 chút cho Thanh Thanh, 251 chút Thanh Thanh. 55kg độ lại mặc vừa, 55kg độ lại mặc vừa, 55kg mà 154, 55kg mà 154 cho nhiều luôn, 154. 259 chút cho Hân Vũ, 259 Hân Vũ. Ôi giời ơi, cái đầu đá đây nó đẹp quá đi. Chắc là mới trời ơi, 570kg độ lại mặc vừa, 570kg mà 248, 248 của Nam cho nhiều, 248 xịt Nam. 179 chút chị Thu Thủy, 179 Thu Thủy. Đây là kẻo bắt cá đẹp chứ đi. Cả phát cá đẹp cho mấy chị này đẹp không? 50kg độ lại mặc vừa, 50kg mà 178, 50kg mà 178. 154 chứ cho Trần Tươi, 154 Trần Tươi. Nam 80kg độ lại mặc vừa, nam 80kg ghi với nhiều mà số 252 xịt nam. 252 xịt nam. 248 chứ cho Hà Dương, 248 Hà Dương. Hai con gà tao mắc đi. 178 chứ cho Trang Nhi, 178 Trang Nhi. 54 kỷ độ lại mặc vừa, 54 kỷ mà 220. 222 nam chứ chị Nguyễn Thị Cẩm Tú, 252 nam Nguyễn Thị Cẩm Tú. Trời ơi, trời ơi, trời. 50kg độ lại mặc vừa, 50kg mà 264, 50kg mà 264 cho nhiều luôn. 220 chứ cho Tùng Lâm, 220 Tùng Lâm. Anh không nhìn mà thay đổi nó bây giờ. Anh đéo ghé như là 55kg độ lại mặc vừa, 55kg độ lại mặc vừa, 55kg mà 127, 55kg mà 127. 264 chứ cho Thảo Đoàn, 264 Thảo Đoàn. Ôi ôi, con này đẹp trời. 54kg độ lại mặc vừa, 54kg độ lại mặc vừa, 54kg mà 182, 54kg mà 182. 127 chút cho Hoàng Thị Hoa, 127 Hoàng Thị Hoa. Trời ơi, kéo đi. Hành mới nhưng mà hơi to. Người 60kg thì chốt mẫu này. 60kg chốt mẫu này cho nhiều đẹp, mới, to. Lấy mẫu này ghi cho nhiều mà 113 của người 60kg. 113 cho 60kg. Ôi đẹp chưa? Ôi chào ơi, một cái đầu choàng đẹp chưa trời ơi. Ôi cha 200 nghìn.
xin áo choàng phi sai lấy một đề ghi cho Diệu bằng 162 162 xếp 200.000 áo choàng 162 200 áo choàng 182 chứ là Tuấn Tú 182 Tuấn Tú 55kg độ lại mặt vừa 55kg mà 118 55kg mà 118 118 kèm số điện thoại 113 chứ là chị Sâm Siêu 113 chứ chị Châm Siêu đuôi mã 289 58kg độ lại mặt vừa màu trắng là hiếm nhất rồi đó 58kg độ lại mặt vừa lấy mẫu này ghi mà 254 254 cho Diệu luôn 254 là 254 khổ lên chị ơi 162 200 nghìn mọi người không kèm giá cho em à 162 chứ chị Elena Nguyễn 162 Elena Nguyễn con này cho Nam 80kg Nam 80kg độ lại mặt vừa Nam 80kg ghi cho nhiều mà 223 xịt Nam 223 xịt Nam chị ơi 48 màu quên 118 trước chị mèo môn 118 mèo môn 55kg độ lại mặt vừa 55kg mà 236 55kg mà 236 254 cho chị Hùng Thúy Mobile 254 cho Hùng Thúy Mobile 50kg độ lại mặt vừa 50kg mà 266 50kg mà 266 ui con này đẹp quá chị ơi ui cái màu đẹp thế này màu sô-cô-la này 223 nam chứ chị Thủy Vi 223 nam chị Thủy Vi 50kg độ lại 53kg độ lại mặt vừa 53kg mà 170 xịt 300 nghìn 170 300 trời là đẹp trời 54kg độ lại mặt vừa 54kg độ lại mặt vừa lấy mẫu này ghi nhiều mà 265 265 cho nhiều luôn 265 266 chứ chị Nguyệt Phùng Thị 266 Nguyệt Phùng Thị 55kg độ lại mặt vừa không kịp rồi 55kg độ lại mặt vừa lấy mẫu này ghi mà 268 55kg mà 268 con là siêu mỏng nghe 170-300 chứ chị Hồng Vân 170-300 chứ chị Hồng Vân dự bị là Đặng Gia Bảo 58kg độ lại mặt vừa 58kg độ lại mặt vừa vậy đâu rồi mấy đi cổ 58kg độ lại mặt vừa 60kg được 58-60kg mặt vừa lấy mẫu này ghi mà 173 173 cho nhiều luôn con này đẹp quá à. Trước kia 265 chứ chị Trâm Nguyễn 265 Trâm Nguyễn đẹp nhưng mà 76 trên 60kg trên 60kg mặc vừa mẫu này luôn trên 60kg mặc vừa mẫu này lấy mẫu này ghi mà 177 177 trên 60kg 268 chứ chị Thức Nguyễn 268 Thức Nguyễn 173 chứ chị Khánh Huyền 173 Khánh Huyền 3 size lấy mẫu này ghi mà 255 lấy mẫu này ghi mà 255 177 chứ chị Ngô Phùng Berlin 177 Ngô Phùng Berlin Berlin là ngay ngoài nhỉ 60kg độ lại mặt vừa 60kg mà 160 60kg mà 160 wow thôi đi ngoài lọc hàng vui 255 chứ chị Vũ Nhung 255 Vũ Nhung 50kg độ lại mặt vừa con này mới mà đẹp quá đi 50kg mà 258 50kg mà 258 có tên kia mà xây thanh quá à có tên kia mà xây thanh là kéo ơi cái chị Giang qua đấy 55kg độ lại mặt vừa 55kg mà 124 55kg mà 124 Giang hả? Chị Giang ơi dưới này là 258 trước là chị Lan Thị Hồ 258 là chị Lai Thị Hồ đà đó chơi đi xin lấy đó năm mươi kỷ độ lại mà vừa 50kg mà 200 50kg mà 200 suốt ngày tâm thứ mệt mệt chứ tâm thứ người thôi nhiều đâu chị Giang không? 124 chứ chị Thương Dương 124 Thương Dương chị Giang ơi 200 chứ chị Huyền Huyền 200 Huyền Huyền chị Giang ơi vừa xem vào mới đây. Giờ bắt đầu cái bản siêu bọc này.
55 ký đổ lại mặt vừa. Lấy mẫu này ghi mà 208. 208 cho nhiều luôn. Ngồi lọc hẹn chi. Mẹ này là của nữa. Mẹ nhận 58 ký đổ lại mặt vừa. 58 ký ghi mà 02. 58 ký mà số 02. Ôi cha mẹ ơi. Cô vô đi, cô bỏ đi. Không để em còn biết đường thôi chứ chả buổi. Có bà ơi, chốt cho bà một cái mã 71 rồi đó. Khánh Ngọc nha, 71 Khánh Ngọc của em 49.000 nha. U cha, để đâu đây con nhìn được nè. Trời ơi, con đừng nói nhìn rồi chơi. Con đừng nói nhìn này chơi. 208 chốt cho chị Hoàng Thị Hoa. 208 Hoàng Thị Hoa. Rồi, con đây là quả tuyệt vời luôn. Chuẩn bị tên siêu phẩm này phi sai, lấy mẫu này ghi mà 155, 155 bán rẻ đây nè. 155, 300 bán 100 này nè. Ui ôi, đẹp đi. Siêu phẩm này chuẩn bị bán này, bắt đầu cho tung này. 55 ký đồ hai mặt vừa này chuẩn bị tung này. Không bán giá cao. Bán giá thiệt rẻ 100.000. 55 ký đồ lại mặt vừa. Lấy mẫu này ghi mà 222. 02 chứ chị Thu Thủy, 02 Thu Thủy. Rồi. Rip một em đầu tiên. Siêu phẩm một em đầu tiên. 155 trước chị Yến Lan Hoàng. 155 Yến Lan Hoàng. Rồi, Diều sẽ lên một con siêu phẩm đầu tiên. Đẹp quá má ơi. Cho có lật lọt nè nghe. Số cua cả con đàng hoàng hết. Số cua số đô là mới con đàng hoàng hết luôn. Một em đầu tiên dành cho những bạn nào cần phải mua con năm tô để đi chơi, đi hội nghị. Đẹp, mới, xuất sắc. Form truyền thống, form hiện đại, form quần cua cả thế giới. Dành cho những bà nào mà từ 50 đến 57 ký mặc vừa mẫu này. Con này size M. M. Lấy mẫu này ghi cho nhiều mã số 224 xiên 700 xiên. Chuyển khoản một con đầu tiên. 224 chứ là chị Quỳnh Lucky. 222 Quỳnh Lucky. Con này hàng của Jock, giá của nó là 1.7 triệu. Diều đã đấu giá, đã từng đấu giá con như thế này 1.7 triệu. Hôm nay Diều sale thì Diều sẽ bán con này với giá là 700.000 mà 224 xiên 700 chuyển khoản con này. Con đầu tiên. Rồi tiếp tục chơi. 224 kèm giá 700 giùm em nha. Kèm với giá giùm em và em chốt được nha. 224 xẹt 700 xẹt chuyển khoản. Phải chuyển khoản nghe, không chuyển khoản trong chiều nay không có internet bắn kính là không được. 49 ký đổ lại mặt vừa. 49 ký con siêu phẩm thứ hai. 49 ký mà số 159. 159 cho nhiều con thứ hai. Đi đi cho chị giá. Ờ quên lấy giá rồi, kỳ này đi. Bạn đi. Chuẩn luôn đi, xong phẳng lắm. 224 700 chút cho EV Châu. 224 700 cho EV Châu. 55 ký độ lại mặt vừa. 55 ký độ lại mặt vừa. Lấy mẫu này ghi đi nhiều mà số 175. Quên lên giá luôn, khỏi lên giá 175. Chơi luôn. 159 trước chị Oanh Nguyễn Kiều. 159 Oanh Nguyễn Kiều. Ui, chắc là kẻ hồng đẹp trời ơi. Chắc là kẻ hồng đẹp trời ơi. Dành cho bạn nào mà từ 46 ký đổ lại mặt vừa đẹp dễ sợ. Có cái hai hàng này này. 46 ký mà 163. Chơi con này bán 100.000. 163. 175 chứ chị Hạnh Vũ. 175 Hạnh Vũ. Tiếp tục một con quả đình 200.000 bán rẻ luôn. Cho dân nhau mua hôm nay thì bán cho người nghèo thôi mẹ chế. 55 ký đổ lại mặt vừa. 55 ký mà 217 bán 200. 300, 400, bán 200. Mà số 27, 200. 163, chú chạy Giang Xuân. 163, Giang Xuân. Con này là chết mẹ luôn chị ơi. Con này quá đẹp chị nè. Con này quá đẹp chị ơi. Mới ghê. Con này là hàng này, hàng mới, hàng mới rồi. Hàng trong cái hàng trung tâm thương mại mình ra. Có số cua đây nè. Số cua đây chị ơi nè. Ừ. Còn số cua đang hoang nè. Số cua sao kìa con đang hoang hết luôn. Cha mà mới không nứt một cái gì luôn mọi người. Quá đẹp đi. 54 ký đổ lại mặt vừa. 54 ký. Lấy mẫu này với cái nhiều mặt 157 400. 157 400 con này. Con này mua mới chắc phải 2 triệu. 157 400 con này dành cho những bà nào mà chơi hàng đẹp, hàng mới luôn á. Quá đẹp luôn á. Chơi để đi chơi luôn. Quá đẹp. 217 200 chứ chị Trang Minh. 217 200 chứ chị Trang Minh. 400.000. Con màu đỏ này quá tuyệt vời. Rồi tiếp tục lấy một con siêu đẳng luôn. Con này con siêu đẳng luôn mày chế. 58 ký độ lại mặt đẹp. Con này size M có cái dạng đẹp thế này. 58 ký độ lại là mặt đẹp. Lấy mẫu này ghi cho nhiều mà 207 300. 207 300 con thứ hai. Phải nhận bên cao chút đi nha em. 207 300.
tiếp tục. Úi rồi đây một con tiếp tục nữa. Bán 100 nghìn tôi cho dân nhau luôn. Con này bán 100 nghìn tôi đủ dân nhau rồi. 49 kg độ lại mắc vừa, tuyệt vời luôn. 49 kg, 100 nghìn. Mà 1, 2, 3 không lên giá. 1, 2, 3 là phải dân nhau như nhiều. 1, 5, 7, 400. Chứ là chị 1, 5, 7. Bảo nhỉ? 1, 5, 7, 400 là chị Thủy Vi này nè. Rồi, cho chị dự bị là chị rồi cho chị không cần chuẩn bị đi, chị Thủy Vi đây này là ok đó, không cần chuẩn bị. Rồi tiếp tục con 300 đi chị. Rồi 207 300 chứ chị cũng lợi, 207 300 chứ chị cũng lợi, dự bị là chị Vi Lê. Vi Lê mà mấy đó, 124 Cẩm Vân Hoàng Nguyễn. Rồi dự bị cho Cẩm Vân Hoàng Nguyễn đi. Lê một con siêu đỉnh nữa, siêu đẳng nữa. Rồi mọi người nhìn con này là ý như là diều đồ cái mũ nôi này, là ý như diều là thảm từ sơ lốc hôn nữa. Chào mình, thôi thảm từ sơ lốc diều đi. Rồi thảm từ sơ lốc diều nghe chắc là đẹp trời ơi. Cái áo này khỏi nói rồi, mặc vô như nhộng dứt kiểu là con thân hàng ấy nhỉ. 1, 2, 3 chứ chị Lương Huệ. 1, 2, 3 Lương Huệ. Cho những bà nào mà tôi 50kg mà để 55kg mặc đẹp, 50 mà để 55kg mặc đẹp, đẹp ghê trời. Màu xanh này mà đúng là nhìn vào như thảm tử luôn. Lấy mẫu này ghi cho nhiều mã số 153 xiệp 600 xiệp chuyển khoản, 153 600 chuyển khoản con này luôn. 153 600 chuyển khoản một em. Đúng rồi, đưa ra cho em đỉnh đấy. Đặc cổ luôn. 55kg độ lại mặc vừa. 55kg độ lại mặc vừa. Lấy mẫu này ghi cho nhiều mà 270. 270 không lên giá. 270. Tuyệt vời, trắng tuyệt vời là trắng tuyệt vời rồi. 153 600 chứ chị Hà Trương. 153 600 chứ chị Hà Trương. Ngàn năm mới có một con trắng nít mấy chị ơi. Đẹp nhờ. Đẹp nhờ. Chú cho mà nó mới nè. Không có con nào mà áo phao đẹp lắm, vừa mới khui hàng luôn, ưng ý dễ sợ. Cảm ơn chị Ngô Thi Bé nha. Mình mới nhận được áo phao, đã nhận được áo phao mới khui hàng à, ưng ý dễ sợ à. Áo phao thì chị khen là em nói thiệt sự là em cũng biết mà, bởi vì là thiệt sự là em rất là thích áo phao chị ơi. Và cái áo phao khui ra em nói thiệt chị. 270 trước chị Nguyễn Nhung. 270 Nguyễn Nhung đuôi 954. Trong đời đi bán áo phao là thích nhất. Bởi vì rằng cái kia áo phao á, một lỗ thì vứt luôn. Đó con mà đi lỗ ít mà cảm thấy đẹp là bảo cho mấy chị đúng không. Áo phao rất hiếm khi có lỗ, rất là hiếm có lỗ. Cho nên bán cái con áo phao nó rất là thích. Thích lắm mấy chị nè, bán áo phao rất là thích. Chú trời, khỏi cái gai đi con đi, 100% là mới. Màu trắng mà nhìn cái cổ là biết này, màu trắng mà nhìn cái cổ mà không bận là biết là áo mới này. Rồi nhận được áo. Ô trời, vừa nhận được áo xong. Vừa áo tô mới mà rẻ đẹp lắm. Dreamy vừa nhận được áo măng tô mới mà rẻ đẹp lắm mà. À, ok. Ngon ngon ngon. Có, mua rồi. Chị ghim ba lên đi. Bây giờ toàn trắng nghe chị ghim ba lên đó chứ. Ghim lên là mày fit bắt, ghim lên cho người ta coi. 55kg đồ lại là mặc đẹp. 55kg đồ lại mặc đẹp. Lấy mẫu này ghi cho nhiều mã số, con đẹp quá đi. Mã số 205 siêng. Cái giá mà cao nhất mọi người trả cho nhiều. 205 siêng cái giá cao nhất. Ui ôi. Ai trả giá cao nhất thì em chốt cho người đấy nha. Ui ôi. Trời ơi trời ơi. 205 xẹt cái giá giùm em rồi. Đấu giá được con trắng đi rồi mày chị, được con trắng đi mày đấu giá rồi. Nó quá đẹp và quá mới đi. Mà chị mà màu trắng đi cầm về mà ví dụ tìm được cái lỗi là em cho tiền luôn á. Một lỗi, một có lỗi là cho lại tiền. Ôi chào mà đẹp ơi. Có thấy chị Bảo Tú nha. Chào mà đẹp trời ơi. Mã số 205 đấu giá bắt đầu. 205 đấu giá bé ơi. Không hiểu trời ơi. Em đang mặc cái màu trắng mà bao nhiêu mà 205 xịt cái giá cao nhất chị ơi. 500 hiện tại là cao nhất, có ai trả 500 hơn, có gồm có 3-4 chị đồng giá đấy ạ. À. Có ai trả cao hơn 500 không nha? Cao hơn 500 chứ, kẹo này phải cao hơn 500 chứ. Bạc triệu đấy chứ, giờ đâu. Mua cho kẹo này thì quá ngon, con gì này mà chê. Mua hàng bên em rồi, là không muốn mua chỗ khác nữa. Rất là hài lòng luôn, ui chà là hay trời. Cảm ơn chị Ngô Thi Bé, ui chà. Ghim lên cho đừng bấm lỡ chăn nè. Đó, ghim lên cho coi là đó. Hiện tại cao nhất là cho chị Vi Lê 600, chị Trần Thị Vân 700. Rồi chị Trần Thị Vân 700, có ai trả cao hơn 700 của Trần Thị Vân không ạ? Hiện tại cao nhất trên màn hình là chị nào chị? Trần Thị Vân.
Trần Thị Vân 300, có ai trả cao hơn chị Trần Thị Vân không ạ? À? Có ai trả cao hơn chị Trần Thị Vân không ạ? À? Thôi đỡ chạm đi rồi. Chị thưa chị. Để đi mà phải chạm đi. Bỏ đi, bỏ đi. Cắn lời chị nè. Cắn lời chị nè. Chị dám chăn luôn cả em à. Chị Thúy Vi trả 800 ngàn, chị Thúy Vi trả 800 ngàn rồi nhá. Để em bôi em hack Facebook cho mất luôn à. Ghi về chậm chậm. Cảm ơn thiệt. Thì đó em nên bấm ngay, bị bấm nhầm lắm. Chị Thúy Vi trả 800 ngàn rồi nha. Rồi chốt. Chốt đi chị, chốt cho em. Chốt là chị Thúy Vi 800 ngàn. Rồi chốt. Chị là ai đây chị? Chị là chị ai? Chị là chị mốt chị. Rồi em chị Dư Vi là chị. Chốt em cái chị mặc ạ. Ừ, rồi dự bị sẽ là chị Trần Thị Vân nha. Dự bị là chị Trần Thị Vân với giá 750. Rồi Trần Thị Vân yên tâm rồi. Trần Thị Vân mới yên tâm à? Trần Thị Vân mới yên tâm á chị. Thì biết Trần Thị Vân xả hai mấy lần nữa không? Cảm ơn. À, phí vi dê rồi chắc được ấy. 201. Rồi, đó đi 100 nghìn. Cái gì? Ảo đi 100 nghìn. 100 nghìn mấy? 100 nghìn thiệt mà. Thế nhưng chị chẳng lẽ thiệt thôi. Bấm lỡ chẳng thôi. Con mình lên rồi hả? Con mình lên lại nữa gì? Chưa màu nào vui như màu diều. Chẳng thiệt thôi. À rồi cho Vi lên dự bị. Dự bị phát nữa. Có ai thấy gì không nè? Bên này thấy này. Yes, đừng bấm chân thêm lên nữa mệt. Rồi, mặc là hai này nó mà không mặc lại chị ơi. Một là bây giờ em không có mặc lại chị, nhưng cái đồng hàng của em đào kiểu chi vậy chị ơi? Chú cho bây giờ bắt người ta đào trời ơi. 54 kỷ đồ lại Bắc Vương. 54 kỷ đồ lại Bắc Vương. Lấy màu này đi cho chịu đẹp quá chị ơi. Lấy màu này đẹp quá chị ơi. 100 nhân. Ui. Lấy màu này cái mà 174 xìa cả 450 bán rẻ. 174 450. Rồi lên. Có một trọng bảo bao nhiêu nè, chẳng nghe nữa. 800. Mà như giống như người trên đồn, trên mấy rồi mà. 55kg đồ lại Mạc Vương, nói rồi cho màu đừng đi, chắc không biết gì đâu. 55kg đồ lại Mạc Vương. Lấy màu này cái nhiều mà 153. 153 bán 100.000 cho dần nhau luôn. 153, 100.000, giờ mệt thì phải chị. Ủa mệt được à? 114, 450 chứ chị Hương Nguyễn. 114, 450 chứ chị Hương Nguyễn. Dự bị nha chị ơi, 174 450 dự bị là chị Hùng Thủy Mobi. Thôi quá trả cho máu rồi. 55kg đồ lại Mạc Vừa. 55kg mà 220. 55kg mà 220. 153 chứ chị Bùi Lan Anh. 153 Bùi Lan Anh. 50kg đồ lại Mạc Vừa. 50kg mà 158-200. 158-200. Ôi đẹp quá chị ơi. 220 chút cho Thúy Hà. 220 Thúy Hà. Ôi cha mẹ ơi. Có con này này hàng dập khuyên nè mọi người này. Con này 250 nghe. 58kg đồ lại Bắc Vương. 58kg mà 161-250. Cái này mới tin luôn. 58kg mà 161-250. Ui da này đẹp. 158-200 chút chị Ni Trần. 158-200 Ni Trần. Hôm nay bạn không lời nhận được, không bằng lời nữa được chưa? Bạn có đi cho 250 cho thêm luôn. Thôi 200 nghìn được. 55kg mà 260-200. 260-200 bán rẻ luôn. Bán tiền rẻ luôn. 161-250 chút chị Hương Nguyễn. 161-250 chị Hương Nguyễn đôi 970. Chị Hiếu ơi, nhìn có gạo đi nè. Wow. Ui trời đẹp trời ơi. Ui trời ơi là đẹp. Ủa, cho tôi ghi bảo đi chơi. Này thì ghi nè. Đẹp thiệt, nó mặc cũng hơi mới đổ, từ trên xuống dưới luôn. 260. Đẹp quá. 260. Đây lộn mã hộ giá. 55kg, ghi cho Diều mà 164-200. 164-200 con này cho Diều đẹp quá mẹ ơi. Diều ghi anh mấy cái áo ngắn ngắn nhất đi nè. Đẹp, 164-200. 260 thì 200 mọi người ghi rõ ràng giùm em nha. Được rồi, đẹp đi. Lại ứng kết cả nhí được rồi. Mày có đi chìm kia lắm em ơi. Đẹp, mặc phong như Hàn Quốc nữa. 53kg đồ lại Mạc Vừa. 53kg
mà 204 200, 204 200, đẹp vậy luôn đi. 260 trước đi chị Nguyễn Hà, 260 Nguyễn Hà. Số điện thoại sai chị. À rồi. 164 200 trước đi chị. 164 200 chị Bảo Phương, 164 200 chị Bảo Phương. 50 ký mà 168, 50 ký mà 168. Phương. 55 ký đồ lại mắc vương, 55 ký đồ lại mắc vương. Vậy mẫu này ghi gì nhiều mà 26169. Giờ là không lên giá anh đẹp quá đi. Giờ vẫn đâu bị sẵn này 169. 204 200 cho Thu Thủy Trần, 204 200 cho Thu Thủy Trần. Con này đẹp quá mà ơi. 168 trước cho Ngọc Trân, 168 Ngọc Trân. 250, 50 ký đồ lại mắc vương, 50 ký đồ lại mắc vương. Vậy mẫu này ghi gì nhiều mà 203 250, 203 250. 169 16 bán rẻ thôi để khỏi cân phải chuyển. 168 Cherry Huỳnh, 168 Cherry Huỳnh. Giờ là em sẽ bán rẻ cho mọi người để ship cốt cho khỏe luôn. Được không? Dạ. Ok chưa? Mấy cục cân do cuối tuần. 50 ký đồ lai mắc vừa. Đẹp quá đi. 50 ký mà 122 xiệt 250. 122 250 đấy là bán rẻ nghe. Để ship cốt cho gì? 122 250. Và nói luôn bên em không ship hàng để thử. Chắc chắn nhân không coi hàng và không xem hàng và không có tưởng hàng. Tin tưởng thì mua, không tin tưởng thì thôi, đi ra luôn, được chưa? Đã chuyển khoản trước, tức là người ta đã chuyển khoản, đã đưa tiền cho người ta rồi. Mà có vấn đề gì đi chăng nữa thì người ta vẫn được cho phép, được đồ trả. Còn đây, 50 ngàn là tiền xăng, em trả cho người shipper. Mấy chị muốn như thế nào thì trả tiền xăng cho em đó đi. Người ta bây giờ ở nhà rồi, coi như là mưa không tới đâu, nắng không tới mặt. Mà con cái gì nữa mà con sân chi ba cái đồng tiền ship hay là sân chi này nọ, nếu mà cảm thấy như mà không mua được hàng tôi ra chợ mà mua luôn, ok chưa? Nhiều không ship ba để có thực chất và nghe. 169 trước chị Thủy Dung Đặng, 169 Thủy Dung Đặng. 203 250 trước chị Bảo Tú, 203 250 cho Bảo Tú. Con mà kêu ok em mới ship cho chị chắc chắn chạy lấy, chắc chắn lấy, mà để khi ship mà không chắc chắn lấy là có như lừa tụi em đó nghe. Bọn em tin tưởng mày chị, bọn em ship hàng cho mày chị. Mày chị bảo là ai biết trong đỡ được cái chi. Rửa bọn em đâu có ngu đâu mà để 50 ngàn mà đi ship cho mày chị cái chi đó. Để rồi mày chị kêu nói rúi rồi tới rồi lại mất lông nhau cho mẹ, đúng không? Mà bảo ra cái bọn mày chị đặt hàng có về không? Không về đúng không? Đặt hàng không về đúng không? Không về thì mắc chi mà tụi em lừa mày chị làm gì? Cho nên tụi em nói rồi, quy định tụi em không ship hàng để coi thử. Chắc chắn thì đắt, không đắt thì thôi, không mất lông. Được chưa? Đó, không phải là ship hàng, con bó hàng rồi em bóc phốt luôn đấy. 50 ký đồ lại mắc vừa, 50 ký đồ lại mắc vừa, lấy mẫu này ghi nhiều mà 172 300 chuyển khoản, 172 300 chuyển khoản. 122 250 trước chị An Nguyễn, 122 250 cho An Nguyễn. Một cái áo 5 triệu thôi mà người ta cũng đôi, người ta chuyển khoản đó, uống gì là một cái áo có 100 ngàn bạc, 100 ngàn bạc thôi mà cũng làm thiệt. Cái áo 5 triệu người ta cũng phải chuyển khoản trước cho nhiều đây này, mua hàng người ta đặt niềm tin này. Cho nơi uy tín mà mua này. Đó. Bây giờ mà kêu mà ship chị chắc chắn để cái ship mà chị không lấy đâu. Chị mở chị coi chất vàng như ra người chị mặc có thường có vương không nè. Em không có coi hàng kiểu đó. Cũng chẳng ship hàng cho chị, chẳng giữ tiền mà ship hàng kiểu đó. Một tháng như vậy hoan về mấy chục triệu tiền hoan của em rồi. Con má mấy nữa. Đồ cái loại con trai. 54 ký đồ lại mắc vương, 54 ký đồ lại mắc vương. Trời ta là tất tuyệt trời lại thiệt á. 54 ký đồ lại mắc vương, lấy mẫu này ghi nhiều 201 xiếc 350 chuyển khoản, 201 350 chuyển khoản. 172 300 trước chị Thanh Lan, 172 300 trước chị Thanh Lan. Dự bị là chị Rimi đi, 172 300 dự bị là chị Rimi. 50 ký đồ lại mắc vương, 50 ký đồ lại mắc vương, lấy mẫu này ghi cho nhiều mã số. Ui trời là đẹp ơi, bán 100 nghìn, lấy mẫu này ghi mã 167, 167 cho nhiều luôn. Người ta nói cho không đồng trà, mình nói người ta là người ta chửi lại tới là tôi chá tôi mè ở nhà đó nghe. 201 350 trước cho Vi Lê, 201 350 cho Vi Lê. Ăn nói mất dây. 55 ký đồ lại mắc vừa, 55 ký đồ lại mắc vừa, lấy mẫu này ghi cho nhiều mã số 202 202 cho luôn, nhiều luôn. 202 167 trước chị Vi Hùng, 167 Vi Hùng. Trời ơi là siêu phẩm trời. Mấy chị chỗ không được thì mình kèm số điện thoại vào cho Diều. Kèm vào cho Diều nghe. Ôi cha là cái áo này. Chú cha nó đẹp trời ơi, nó mới kinh khủng luôn.
chỗ không được thì mình ráng mình chỗ một tí nghe. Em chỗ cái trưa giờ không được thì Phương Tranh này, bé này chơi cái trưa giờ không được này, khổ quá đặt quá giờ mà không được cái nào hay lấy đầm kìa. Và để mày bao nửa tí tham thở lên cho nhiều nghe. 49 kg độ lại mặt đẹp, 49 kg. Ui, lấy mẫu này ghi cho nhiều mã số 165 xem. Con đẹp quá đi. Đẹp quá trời ơi, 165 400. Internet bên kinh chuyển khoản cho nhiều. 165 400 chuyển khoản. 202 chứ chị vô thường. 202 vô thường. Dân cho nam nặng quá, dân cho nữ chứ. Nam 60 kg, nam 60 kg cho nhiều. Nam 60 kg mà 272 xịt nam cho nhiều luôn. 272 xịt nam, hàng chị nhiều đẹp lắm các chị an tâm mà mua. Em mua nhiều rồi, mà xem nhìn nhất là siêu phẩm của chị nhiều rất ok. Mày bạn nghe chưa, nghe chưa? Đó, cho nên em không thích mấy cái chị mà kiểu như là chị ơi, em chị ship cho em coi thử cái chất vải như răng chi. Cái hàng như nào mà mua? Ai biết mà, nhưng mà mua. Thế thì cho em hỏi chị, cái 50 ngỡ tiền tự nhiên tiền sửa của em bỏ ra em ship cho chị. Xong chị bung ha một cái thì làm răng. Hả? Rồi mẹ anh ship shipper kìa. Người ta đi làm kiếm tiền nuôi con. Mình bung ha người ta. Nghen. Cho nên là nhiều khi mấy chị mình suy nghĩ cho khi mua, yên tâm thì mua, không yên tâm thì mời mấy chị đi ra. Ok chưa? 165 400 chút chị Vi Hằng. 165 400 cho chị Vi Hằng, dự bị Vi Lê. Sẽ chạy khi nào sẽ chạy ra nước lạ thì đúng đó. Khi nào mà sẽ chạy ra nước lạ thì em free ship luôn đó, được đúng luôn đó. 56 kg độ lại mặc vừa. 56 kg độ lại mặc vừa, lấy mẫu này ghi cho chị mà 176 200. 176 200. Chứ còn 2725 cho chị Liễu Phạm. 2725 cho Liễu Phạm. Wow, toàn chưa bảo giờ tôi bán rẻ chưa rồi. Bán rẻ thì ship code cho nhé. Thiệt lắm. 55 kg đồ lại mặt vừa. 55 kg, 200 là được ship code hết luôn. 300 ship code nữa. 55 kg đồ lại mặt vừa. Lấy mẫu này ghi dựa mà 171 300. Đáng lẽ là bán 500 này. 500 là phải chuyển khoản này. Giờ 300 là ship code được này. Chuyển khoản cũng được này. Lấy mẫu này ghi mà 171 171 300. 176 200 cho Phi Vân. 176 200 cho Phi Vân. Dù ơi em nhận được hàng rồi. Hàng quá đẹp dù ơi. Em cảm ơn chị luôn nghe. Đó người ta feedback như vậy đó. Đó. 171 300 tiếp cho Thủy Trần. 171 300 cho Thủy Trần. Ngô Thủy Trần dẫn cho những u trao ơi trời ơi u trao ơi đây đâu mẹ ơi xì xì cửa lúc 55 kg đồ lại mắc vừa 1 triệu đấy mẹ dễ này ra 1 triệu đấy này. 55 kg đồ lại mắc vừa bỏ vào đi. 55 kg đồ lại mắc vừa con này 1 triệu mất đái rồi, bán con này với giá là 400. Lấy mẫu này cái chiếc nhiều mà 269 400 chuyển khoản, mặc như thế đẹp kia mấy ơi. 269 400 chuyển khoản. Em nói thế đó. Cái gì? Không cũng lái đâu, cũng mệt luôn. Giờ lái thì tôi nhậu. Ờ thì nhậu đứng nhậu được cái chị ngồi bên ủi đô bọn em đi nhậu. 55 kg đồ lại mắc vừa em đổi ý là gì nè. Xem đổi ý rồi con Phương nó báo mà. 55 kg đồ lại mắc vừa. Lấy mẫu này cái như nhiều mà 278. 278. 269 400 cho hoa tulip. 269 400 cho hoa tulip. 278 quên lên giá rồi kìa. Nói chuyện chắc quên lên giá luôn. 50 kg đồ lại là mắc vừa. Mua ở hàng chị Diệu Toan nào đẹp. Ừ chào cảm ơn. Đây đi. Nhìn cái gì? Mới lượt quá đó kìa. Con bé nào mới khé đó kìa. Lấy trái đó kìa. Con nào mới khé đó. Trôi đó. 55 kg đồ lại. 50 kg 50 kg 50 kg đồ lại vừa lại một đây. Cái mã 221 221 Không sợ nhắm mắt thì 278 cho chị Kim Long. 278 cho chị Kim Long. Con này dành cho trời, con này dành cho giáo viên này. 55 kg đồ lại mắc vừa. 55 kg mà 218 cho nhiều luôn. 221 trước chị Hương Ly. 221 Hương Ly. 52 kg đồ lại mắc vừa. 52 kg mà 277 277 218 chứ chị Thùy Linh. 218 Thùy Linh. Cưng ơi là cưng luôn. Mê quá chị Diệu ơi, cho em cái đi lưu khách nào rồi ok. Lưu khách em chốt đi rồi 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 rồi, rồi. Chị Diệu chốt cho nghe. Ui cái đai đi đẹp quá này. 52 kg đồ lại mặc đẹp luôn. 52 kg đồ lại mặc đẹp. Lấy mẫu này cái chứ Diệu mà 279 bán rẻ này. Cái này là 300 này bán 279 100 này cho dân nhau chốt. Ai cũng dây đâu.
cô Nhung đúng rồi, cô Nhìn đó, cô Nhìn Đắc Hà, cô Nhìn Đắc Hà để em nói cho chị cô Nhìn luôn này. Chị ơi, chị cô Nhìn Đắc Hà ơi, chị cô Nhìn Đắc Hà, chị có mua thì làm ơn chị tới nhà em chị tròn, mà thôi chị tới thì chắc em cũng không bán cho chị nữa luôn nghe chị. Chị chỗ trên live mà chị bảo là ship tới cho em, ship tới cho chị coi thử, chị coi như rằng là chị mới lấy được. Đâu? Thôi răng tới Đắc Hà, tới đây lấy không lấy đã nói tới đây lấy xong lại đem, nhưng mà Viettel nhặt về dưới Viettel để đi ship, nhưng mà cuối cùng đi ship về không mới lấy đó, ship tới không lấy đấy, cho nên mà bung ha cái gì nữa. Cho nên là em chằn chì luôn nghe, mặc dù chúng ta cùng chỗ với nhau nhưng mà em nói chị luôn, em chằn chì luôn. Ok rồi, chằn cho chị khỏi nói nhiều, khỏi đặt hàng luôn, què bằng lòng khỏi đặt hàng vậy, cho nên là thích bán nơi khác, khỏi đặt hàng đã khó chết đó. Nhiều lúc mệt kêu á, là ở Đắc Hà tới nhà lấy mà chơi cả 2 tháng không tới lấy. Đi ship á thì bảo là cứ để đó đi cho chị tới lấy, rồi để thêm tháng nữa. Móc cái áo luôn cũng tới lấy nữa. Rồi đến khi người ta gọi điện tôi em ship tới chị free ship luôn chị. Free ship luôn. Rồi đến khi nói à ship tới thì để cho chị mặc thử, chị coi có vừa không. Không vừa thôi rồi cho chị trả lại. Ô chào mẹ ơi. Thôi rồi thì tôi em khiếp đen thôi. Tôi dám khiếp, không dám luôn. 50 kg độ lại mặc vừa. 50 kg độ là mặc vừa chúng ta cùng Đắc Hà với nhau. Nhưng mà thôi em không dám bán đâu. Lấy mẫu này ghi cho nhiều mà 261 200. 261 200. Khiếp đen. 277 cho chị Vân Anh, 277 Vân Anh. Rồi, con đi quá mới luôn rồi. Ơi toàn cái đẹp mà không nhận được. Đó bạn, toàn cái đẹp để cho những người khác. Và ví dụ những người bung hàng rồi bố cho thêm hồ này. Bạn ơi, bung hàng rồi, rồi có cái này nò này cho thêm luôn. Cho nên á, ta lừa mấy cái đẹp ta bán càng rẻ cho người ta, cho những cái người nó họ thêm tức chơi nữa. Đó. 279 cho Linh Nga Trần, 279 Linh Nga Trần. 55 kg độ lại mặc vừa. Lấy mẫu này ghi cho nhiều mà 215. 215 con này cực kỳ mới luôn. Đó. 215. Bây giờ toàn hàng đẹp đấy mày. 261 trước chị Nguyễn Thị Hồng, 261 Nguyễn Thị Hồng, 261 200 chị nhá. 261 200 trước cho Phan Lê Huyền Trâm. Thiệt luôn. Không nhận được. Toàn hàng đẹp, toàn cũ mới hơn nhau, toàn cũ mới đó. 55 kỷ độ lại mặc vừa, cố lên mà chị cố lên. Chị Phương Trân đi cố gắng chỗ cho chị cái này. Cứ comment lên này dù chỗ cho mọi người. Comment lên dù chỗ cho. Nhiều sẵn luôn luôn để ý tới mọi người. 55 kg, 215 chỗ cho chị Y Vi Châu. 215 chỗ cho chị Y Vi Châu. 55 kg độ lại mặc vừa. Lấy mẫu này ghi cho nhiều mà số 237. Ui cho là đẹp rồi. Để bán rẻ cho người ta khen này. 237 xiên 900. 27 300. Con này mới quá con này mình dân tháo này chị ơi, bạn đây là dân tháo hết giờ này cứ gòi mít nữa nè. Rồi rồi tiếp tục một con hàng đỉnh là mày chế do như những bạn nào mà từ 50 kg mà để 54 kg mặc đẹp luôn, 50 đến 54 kg lấy mẫu này cứ cho nhiều mà số xanh đen nghe, xác định đấy lâu xanh đen nghe chị nghe. Rồi lấy mẫu này cứ cho nhiều mà số 271 riêng 300 chuyển qua 271 300 bán rẻ. 237 300. Quá rẻ như chó thiệt mấy nè. 237 300 chứ chị Hương Ly. 237 300 chị Hương Ly. Ta nói là bán rẻ mà giờ bán đồ bộ thôi. 55 kg độ lại mặc vừa. 55 kg độ lại mặc vừa. Lấy mẫu này ghi cho nhiều mà số 200 xiên 200.000 đó. Để cho mày bán có tiền không nghe. 200 200.000 là đủ dần nhau rồi nè. Bình thường là 300 400 ở đây nè. Đó, 200 mà 200 thôi là đủ dần nhau rồi. 271 300 cho chị Trương Linh. 271 300 cho chị Trương Linh. Em nói với chị luôn á. Trừ bị là chị Hương Ly. Vâng, khẩu đẹp rồi đó. Em biết khẩu đẹp rồi đó. Nhưng mà em không có cho coi hàng. Không cho coi hàng là không cho coi hàng. Không cho mặc thử hàng luôn. Ừ. 1 triệu mà cái con chuyển khoản trước nữa uống gì. Em không ship hàng coi hàng. Không ship hàng để cho mặc thử. Không cho mặc thử, không cho đụng thử nữa. Đó, được chưa? Em biết là áo đẹp đó mà em không cho coi. Quy định là như quy định, nhiều là phải nghiêm như nữa. Đã nói rồi là không có phá vỡ quy định. Hàng ngoan về thì bây giờ mình bóc phốt, thế thôi. Rồi. Đã nói với mọi người rồi mà. Nhân viên người ta chốt đơn á. Chị ơi, chị đưa đồng ý như vậy không? Chị đồng ý. À nếu chị không đồng ý thôi em xả. Chị đồng ý đâu để khi ship. Chị coi thử thôi em. Chị mang 1 tỷ thôi. Mang 1 tỷ thôi em. Có 1 tỷ, mang 1 tỷ thôi mà. 1 tỷ thôi. Ừ.
cái đó 60 mang thì xong em mới chỉ mang hơi chân tí cho chị trả lại được hết thôi dẹp mẹ đi nó xong rồi nó biết đen rồi rồi chị trả tiền cược cho em được không thôi mắc vừa mà trả tiền cược tốn cược lắm rồi là xong luôn một bài ca chị áo hoàn về không vô tội vạ luôn 50 kg đổ lại mặt vừa 51 kg đổ lại mặt vừa nghe 51 kg đổ lại mặt vừa lấy mẫu này ghi cho gì mà số còn đẹp quá đi con này em lê vi ơi con em chốt đi đẹp quá em ơi 52 53 kg đổ lại mặt vừa lấy mẫu này ghi cho gì mà số 274 xiếc 550 xiếc chuyển khoản đẹp quá đi u cháu ơi 550 bé ơi 200 nghìn cho chị Cẩm Vân Hoàng Nguyễn hàng hiệu rẻ thôi đấu giá American Classic mọi người ơi u cháu ơi American Classic mọi người u cháu ơi con hàng áo thân tích đấu giá luôn như con này rồi chị ấy nè em ngu thiệt á em nãy giờ em không biết em không nói nghe con này lợi 550 đâu nghe lợi đúng lợi thiệt luôn á cho chị đi cái tối chị chuyện là được cái nào nữa thôi lắm ừ ít nhất cho chị được cái này chứ chị mặc chị biết được cái áo mắng tố thương hiệu của nhà mình nó như răng để mà ngon vip đấy ừ. Thẩm thấu ấy chuẩn bị nên được mấy cái áo nó có như là làm chúng ta như băng lên tỉnh luôn chuẩn bị đi này các bạn đang trần rồi trần chưa bị đâu chắc cù luôn rồi đó rẹt rẹt luôn ừ. Đẹp quá nè đợt đi sống là ba đi chỗ ở lại với mình thôi 55 kg đổ lại mặt đẹp bây giờ bán khuyến mại con này luôn 100 nghìn đó là khuyến mại luôn 55 kg đổ lại mặt đẹp trời ơi cái gì đây 274 550 chứ chị Thủy Trần 274 550 Thủy Trần rất trời ơi em đặt hoài không được dành giúp em với ừ ok mà từ nữa chị chẳng hiểu nữa chị chỗ cho chị Thủy Trần là chị đắng rồi chị đắng rồi dự bị đi dự bị cho chị dự bị cho chị Y Vi Châu dự bị cho chị Y Vi Châu đi cháu Y Vi Châu 50 kg đổ 55 kg đổ lại mặt vừa lấy mẫu này ghi cho dự mà số 281 800 lên cho dân nhau luôn đấy à Thủy Trân lấy nha nha cầm về một cầm tiền cầm được hơn về vậy. Ô trời em dự bị sao không cho dự bị nữa? Bạn cũ đó có cái áo tôi. 281 cho chị Thảo co si 281 cho chị Thảo co si 60 kg độ lại mặt vừa. Ú chao ơi bạn 100 nghìn cho khiếp đế này nè. Ú chao ơi 60 kg độ lại mặt vừa 55 kg được. Lấy mẫu này cái gì nhiều mà số con này 100 ngàn tiếp cho khem thương luôn nè. Mà 275 100 ngàn tiếp. Thèm thương luôn. 275 100 trời ơi trời những chiếc áo này sẽ phát tán khắp nơi và sẽ nổi tiếng đó măng tô 50 kg độ lại mặt đẹp con này chắc cực kỳ tốt nghe 50 kg độ lại mặt đúng đẹp luôn vừa vặn luôn 275 cho anh Nguyễn 275 anh Nguyễn bây giờ ấn cần dự bị nữa đẹp quá 100 ngàn mà 100 ngàn mà gọi điện nghe mày là căng điên nữa màu đẹp thì bán rẻ nữa sale mà nay không bán 100 mà mai bán 200 đúng rồi nay không bán 100 mai bán 200 50 kg độ lại mắc vừa lấy mẫu này kia cho nhiều mà số 280 xiếc 250 ui chào dành bịch nữa trời ơi bây giờ 250 mày 280 mà 250 là chụp như điên nữa mua tivi về để nhịn ra nhịn ra không bóng hết đẹp do như bạn nào mà thích mặc kiểu nhau giá hơn một mỏng tí này sáng nghe 58 kg độ lại mặt vừa 58 kg mà 267 cho nhiều 280 250 chứ là chị Thanh Ngân 280 250 Thanh Ngân 55 kg độ lại mặt đẹp 55 kg mà số 219 100 nghìn vô khiếp đen kép đen 219 100 nghìn không biết bạn nhẹ nhàng thắm nữa 55 kg mà 238 quá đẹp 55 kg mà 238 con chắc đi bỏ đây chắc này cũng đẹp 267 chứ chị 267 chứ chị Thùy Dung Đặng 267 Thùy Dung Đặng ui chị ơi
hai một chín với chị Song Ngư, 219 Song Ngư. Ôi trời ơi, là đẹp trời ơi, chị ơi. Đi quá, mới quá. Chị ơi, wow, là đẹp trời. Nhung xỉu rồi. Ôi chị, nhung xỉu lên đi đâu. Nhung xỉu. Trời ơi, đẹp đi, trời ơi. Con này là sinh ra để cho ai đây? Màu đỏ này là để cho ai? 51kg đổ lại mặt đẹp. 51-52kg đổ lại mặt đẹp. Đang ngồi ngạp 2 tiếng đồng hồ. Đang rửa để vừa chỗ chơi. Bây giờ vừa bán con đi vừa giá bao nhiêu là chỗ liền đấy nè. 51kg đổ lại mặt đẹp. Lấy mẫu này ghi cái gì mà số 212 xiếc. Ui con đẹp chưa ấy. Đọc cái giá cho em ơi. 212 xiếc. Đẹp mà mới quá đi. 212 xiếc. 212 xiếc 600 chuyển khoản. Trời ơi, chắc là đẹp trời. 212 600 chuyển khoản. 238 chứ chị Lô X Hoàng. 238 chị Lô X Hoàng. Trời ơi, trời ơi. Tiếp một con đỉnh, của đỉnh đấy ơi. Con toàn hàng đẹp ấy chị. Quá đẹp chị ơi. 212 600 chứ cho Vi Lê. 212 600 cho Vi Lê. Con nhiêu đi đỏ lăn lỉ, mã đẹp kiên cao chốt lên. Ai trời, rất là đồ nắm lỉ lên. Nó lỉ chốt mã đồ đàng hoàng. Mà đây bự bự như thế chẳng bao giờ sắm được hàng gì hết á. 51kg đổ lại mặt đẹp. Tức là đẹp không tì vệt luôn. 51kg đổ lại mặt đẹp, cố gắng lên. Vi Lê quá nhiều rồi đó nghe em. Vi Lê là nhiều lắm rồi đó. Lấy mẫu này ghi nhiều mà số 262-400 chuyển khoản bán rẻ luôn á. Để ưu tiên cho bạn nào có này luôn. 400 nó bán cực kỳ rẻ luôn. Mã số 262-400. Hai bốn hai bốn trăm chốt rồi chị. Nguyễn Huyền Trang 262-400 cho Nguyễn Huyền Trang. Dư Bi Y Bi Châu. Diêu là ngắm gì đó đòi gì nè, nghe. Diêu là bắn một phát là chết luôn. Đấy, đang ngắm mái là tướng luôn. Ai mà Diêu mà ngắm mái là cái tuổi người là hết tiêm luôn là Diêu đó. 58kg đồ lại mặt đẹp. Lấy mẫu này ghi cái Diêu mà 235. Con này đẹp quá đi, 235. Bán 100 cho dân nhau. Ui dồi ôi, 235 bán 100.000 là đủ dân nhau rồi đó. Biến mà đẹp như đi đó. Mà ứng ứng xích để coi thử nữa rồi. Cho thêm chơi rồi đó. Ờ, biến là đẹp đấy, biến là đẹp đấy nè. Mẹ em không ứng ship thì cho mẹ chị coi thử đó. Làm ra. Cho nên nó không có cái chuyện mà kêu ừ, biết đẹp như này rồi, ship để coi thử nữa. Là mua như này không qua Photoshop, không qua cái một cái gì đâu mà gọi là coi thử nữa thì chết em luôn. 235 rồi mang thử nữa. Mang vào cái bộ đồ ngủ trong nhà cho đẹp nữa cha. 235 chú chị Hà Mai Hương. 235 Hà Mai Hương. 55kg đổ lại mặt đẹp. 55kg đổ lại mặt đẹp. Lấy mẫu này ghi cho nhiều mà 219. Con này đẹp quá đi. 219 đang hiệu đẹp đấy. Ui trời, kéo này đẹp chơi. 48kg nghe, đẹp quá đi. 48kg đổ lại là mặt đẹp. Lấy mẫu này ghi cho nhiều mà 236. 48kg mà 236 cho nhiều luôn. Đẹp quá. Trời ơi, cứng rồi đấy chị nè. Nhất ở đây nè. Đẹp rồi đấy nè. Đẹp thiệt đấy chị ơi. 55kg đổ lại mặt đẹp. 55kg đổ lại mặt đẹp. Lấy mẫu này ghi mà 234. Nhìn cái hàng đi bị ngót đi. U chà, 234. Thèm chơi được đó. 219 chứ chị Khánh Ngọc. 219 Khánh Ngọc. Đẹp thiệt. 236 chứ là chị Chíp Yêu. 236 Chíp Yêu. 55kg đổ lại mặt đẹp. 55kg mà 239. 239 cho nhiều luôn. 239. 234 chứ chị Bạch Dương. 234 Bạch Dương. Ồ Bạch Dương lâu ngày của em ấy. Đẹp em này, Bạch Dương này, chốt đi này, đẹp ấy. 55kg đổ lại mặt đẹp. Lấy mẫu này ghi cho gì mà 236, 276 200.000. 276 200, con này đẹp quá. Bạch Dương này, làm như cái thích lắm. À đó. 239 chứ chị Như Quỳnh. 239 Như Quỳnh đuôi 838. Không mới nhưng mà không phải người đấy. Nó rất là phải không? Thì tôi bay ta thử có bệnh nhưng mà cái quái của tôi gì em cái đó nói thì thấy người sáng bắt quang làm hồ được. Em biết chị đâu, nó thân biết một lần rồi, tiếp tục đi.
Đưa đây, Bạch Dương đưa đây. Bạch Dương nào, em cũng quan hệ đó. Bạch Dương nào mà biết Diêu hết đó. Diêu là càng được ai biết mà. Học cùng Bạch Dương. Nắm mấy kỷ đồ lại bắt đen. Bạch Dương, Dương là phải theo họ làm gì? Bạch Dương phải theo rồi. Như công tổng quá mà. Như con không có chí là Dương chết rồi. 50 kỷ đô la lắm đẹp. Lấy màu này ghi cho Diều mà 286 đừng kèm vợ hành đang coi đấy mày. Lấy màu này ghi mà 286. 286 cho Diều luôn. 276 200 trang Phương Linh. 276 200 trang Phương Linh. Diều đang muốn cái gì là đi theo nhau con đến hôn đẹp cả. Đó là đẹp thế. Như thằng Phú mượn tên. Thằng Long. Như thằng Thúy. Con bé không có được đâu. Sau này thì sao được cái sự đẹp hơn thôi. 286 chú cho Jerry Nguyễn. 286 Jerry Nguyễn. 55 kỳ kỳ đồ lại mặt vừa. 55 kỳ đồ lại mặt vừa. Lấy mẫu này cái nhiều mà 214. 214 cho nhiều luôn. Có hết cơ người để cho rồi chứ. Để cho xó. Xó là quý với Phương. Xó không thành thế. Ê, thế giới này hết người đấy chứ, hết đàn ông. Thế giới này, đất Tha thì còn ai đẹp đâu. Nhìn tại ai đẹp cả. Tha chỉ có trông em nguyên em thỉnh thì ai hết. 55 kỳ đồ lại mặt đẹp, đúng một lọt được mồm trí. 214 chú đồ... chị Thu Nguyễn, 214 Thu Nguyễn. 55 kỳ đồ lại mặt đẹp. Lấy mẫu này cái cho Diều mà 190. 190 cho Diều luôn, đẹp đi. 190. Về đây chưa hết thấy một đứa nào được hết. Quay chúng ta. Đang ngồi năm mươi bốn kỷ mà số 195 52 kỷ đồ lại mặc đẹp của đi lên giả đấy ô 282 cho thằng Ngân Lê 282 Ngân Lê bạn trong cái cho mẹ chị cho nhau hỉ 55 kỷ mà 240 55 kỷ mà 240 không lên giả 200 195 chứ Trâm Trần 195 Trâm Trần. Như bạn như cái đồ điên nữa mà. Như bạn ảo của tôi 200 mà tôi mà bạn trăm cái mỹ mà. Có thêm đến giả đâu. Chắc chưa tỉnh ngủ. Chắc chưa tỉnh ngủ ấy bây giờ. Không tỉnh rồi bây giờ ngủ lại. Đẹp quá đi. 55 kỷ đồ lại bác vừa cho nên mọi người này. Tránh thủ cái lúc này là chốt máu đi. Đó Diều đang con mày chập mơ đi. 55 kỷ đồ lại bác vừa. 55 kỷ mà 263 xịt con đẹp quá đi. 263 300 mời quá 263 300 cho cái màu đen là đẹp lắm 240 200 chứ chị Phương Trương Linh 240 200 cho chị Trương Linh cho dự bị đi chị 200 đó mà cho dự bị chị Mai Nguyễn là mà cho dự bị chị Yên Vy đi đó cho đẹp mà 55 kỷ đồ lại mặc vừa chị Mai Nguyễn ngày mai chuyển khoản ngày một chuyển khoản nhiều nghe 55 kỷ mà số 216 cho nhiều luôn rồi con 300 rồi cho chị Trương Thị Hải Vân đi con đi là phải lấy liền cái chi cho rồi con đi là phải đừng bỏ quên nghe đừng bỏ quên con này đừng ngủ quên trong niềm vui vừa nhắc rồi chị Mai nó kêu như vậy, kêu nhẹ nhàng là chị lên 216 chú chị Mai Phượng, 216 Mai Phượng. Ai biết được. Ôi dạ, như của chúng mà. Của chúng hết mà. Công cộng mà. 55 kỷ đồ lại mặt đẹp. Ôi trời ơi. 55 kỷ. Chị tìm bị lỗi cho em hả chị? Lỗi à? Ừ, tìm bị lỗi đấy. Lỗi bụng hơi to. Chị biết là tiếng gạo thế mà. Con người làm gì? Người em toàn lỗi chị thấy à? Mông hơi nhỏ. Biết là mông một con nhỏ nè. Mông về mà nhỏ đi. Tiếp tục. Mông chị ba đấy. Ngực hơi lét. Biến nào? Biến à? Có không anh? Chị. Sẽ. Quá đẹp đấy. Ngực 100 ấy. Ngực 100 luôn như vậy đó nhà đâu. Chà to hơn mông chị luôn. Ừ. Ghê.
Giờ cho những bạn nào từ 54kg đổ lại lên đen không? Lấy mẫu này ghi cho dìu mã số 166 xiêm 550 chuyển khoản 166 550 chuyển khoản. Con này tuyệt vời lắm rồi. Cảm ơn đưa cho ai ta. Cảm ơn đưa cho ai ta. Con này quá đẹp luôn. Con đi là về về tay người đó là nè em nói đi. Bạn nào được nhận con đi nha. Đứng này nó xỉ lắm đâu. Phải hứa với Diêu. Hứa với Diêu này. Diêu chốt cho con đi. Hứa với Diêu là phải về cho chốt lấn chân cho con Trương Linh cho chốt 559 đi. Con Trương Linh đi mới lấn chân mới chốt 559 này. 559 này. Hứa với Diêu chốt được cái ni phải về sống ảo. Phải về chụp hình một cái tấm hình thiệt là sâu đít gửi qua cho Diêu. Hứa đi, bây giờ chốt cho. Hứa, xin hứa. Em đâu có chốt. Bạn nào? Bạn nào phải về là về sống ảo con đây Diêu. Con nào? Bạn nào? Bà nào là người sẽ về sống ảo con này nhiều chụp hình gửi qua nhiều, ok không? Nhìn mặt này xin tin thì cái sống ảo ác chiến không này? Hứa đi mọi người, hứa đi. Kêu là em nhận được cáo đây, em sẽ sống ảo cho kỳ coi luôn. Đang bận chết mẹ đi. Đang bận chết mẹ đi hả? Cái người nào mà không chốt thì hứa được. Cái người nào không chốt thì hứa được. Con người nào mà đang chốt thì chắc là tay tay rút rút nữa rồi. Hứa sao mà chốt người khác? Đúng. Xem này cả Minh đồ em ơi. Hứa không? Rồi có ai hứa mẹ đâu. Ngay hứa hết. Ai? Ai biết sống hào con này gì không? Chụp hình cho đẹp. Chụp hình mà xấu là tôi lấy áo lại đó. Phải sống hào phải đẹp ấy nhá. Thôi. Để ý chị em với. Để ý em chị. Để ý chị với em ơi. Chị mệt lắm. Chị băng lắm thì chị đừng có lào lào với em được. Chị là mua bên em là 30 triệu rồi. Mà chưa có một tấm hình nào ấy. Thì là một con người. Là một con người hứa lẹo. Ừ, đừng mất để tiền có 30 triệu rồi mà con không chụp một con nào mà đặt hứa hứa. Mày đặt mà hứa. Chụp dưới tuyết đó. Chụp dưới tuyết này rất lạnh à. Có thể chụp dưới tuyết đi. Thì người động mắt là gì rồi. Lão thiệt đấy. Ba đến này nó lão quá nữa. Không chụp cho ba nữa. Ba nữa là nói lão quá. Thì lên sống ảo nè đấy. Ai ai đứa có cái mặt người nào sống ảo mắt đẹp đẹp với sống ảo được cái này. Thùy Linh đây này. Đấy cái mặt nó đẹp gái lắm đấy. Đó chỗ đây. Thùy Linh với Maria Trâm nhá. Thùy Linh là chắc cũ được anh chị Maria được. Cho hy vọng tính. Hy vọng làm gì đừng có cho hy vọng. Thùy Linh là chắc chắn là lấy được anh chị là cho này. Bí anh à. Mà đang tính bí anh. Mẹ bán đang tính cái bí anh. Ai là bí ảnh không? Ôi ôi, chết với chị luôn chị ơi. 55kg đồ làm mặc vừa từ từ mà chị. 55kg đồ làm mặc vừa này, thấy không? Vừa nói nè, nhắc cái lòng này vờn chứa lén kìa. 55kg đồ làm mặc vừa. Lấy mẫu này ghi mà 233. 233 nhiều luôn. Nhắc cái lòng lên, vờn lên kìa. Đó. 3 rưỡi. Nhung ra ngô. Mày đi cái gì? 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 Mày đi ui cha cái này mới quá đi. Do những bạn nào mà từ 49kg độ lại mặc vừa 49kg độ lại mặc vừa. Lấy mẫu này cái nhiều con này về sống ảo nhiều nữa nè. Đẹp đi mới nữa. Ôi lấy mẫu này ghi nhiều mà số 193-250. Chuyển qua 193-250. Cái gì đó 233 chốt rồi chị. Hạt nào? Trời ơi, tôi không chốt. Toàn kêu trời kêu đất thôi. Giờ mà đọc lên 233 chốt chị Hằng Kim. 233 Hằng Kim. 233 bao nhiêu tiền này? À 100 à. 100 thì nó mà chốt đi cho rồi cho chị nữa. 52kg đồ lại mặc vừa. 52kg đồ lại mặc đẹp. Lấy mẫu này ghi cho Diều mà số 192-300. 192-300. Con đi cùng hứa với Diều đi. Hứa với Diều là phải trồng ào. Ok chưa? Hứa đi mọi người. 233-300. 193-250 Thúy Tân Nhật. 193-250 Tân Nhật. Có động rồi đi ra đi. Đã tí nữa đã. Động rồi là đi. Nói này con ngoại. Thôi con qua đi. Nhờ ai dắt qua. Không có tự con người nhà đường rồi. Bảo cậu. Bảo ông cậu. Thôi kéo cậu con dắt qua đi. Tôi con ngồi đỏ đi. Năm một người rồi mới dắt qua không? Đồng cái like đi. Rồi tí nữa mới dắt qua. Rồi. Dân cho nhiều. Ui chà mẹ đẹp. Phải tiếp tục con này sống ảo này rồi. Hồi này Thùy Linh rồi đúng không? Bây giờ chắc chắn con này không về tay Thùy Linh được nữa rồi. Lại tiếp tục một con siêu đẹp nữa. Dân cho những bà nào mà từ 53kg đổ lại mặt đẹp.
năm 3 ký. Lấy mẫu này ghi cho chị mã số 209 400, chuyển khoản con này luôn, 209 400. Nhiều sao duyên vậy chứ? Sao chị? Chị thấy được nè, chị duyên là gì? 192 300. Chốt rồi chị. Chốt rồi. Ồ, cô Chiêu đi, 192 300 cho cô Chiêu. Rồi cô Chiêu gì? Đẹp ấy, cô Chiêu là nhìn đẹp ấy. Hoàng Linh chưa bị. Rồi ok, con này sống ảo cho Chiêu luôn được không? Hứa với Chiêu là sống ảo con này luôn được không? 400. Rồi. Con này có phải nó leo à? 209 400 trước cho Trâm Maria. 209 400 Trâm Maria. Chị là chị tin tưởng của em lắm với Trâm Maria nhé. Thích ghê, đúng hiểu. Giống như đức mẹ Maria. Giống nhiều vậy đó. 50 ký đồ lại. Chị 50 ký đồ lại không vừa. Lấy mẫu này ghi như mà 289. 289 từ Maria từ con ma sơ lắm đấy. Lại đó. Lấy liền đi. Biết nè, tao đây phải còn phướng đâu mà lấy. 55 ký đồ lại bác Vương. Bởi đi ra không được kiểu con này hết nghe. Lại là cho ra ngoài trùng heo mua đó. 55 ký đồ, trùng chó. 55 ký đồ lại bác Vương. Lấy mẫu này cái gì mà 230. 230. Kể cả chiều hết mà lấy tao cho ra trùng chó. 289 chứ chị Bạch Hồ. 289 Bạch Hồ. Tao mà tao lấy tao ra trùng chó mua luôn. Thôi cân nhắc. Cái 55 ký đồ lại bác Vương. 55 ký ghi cho nhiều mà 21. 55 ký mà 21. Chết mẹ nó có lên giá biết không? Nói chết cho lắm. Cứ chó với mẹ. 230 chứ chị Nguyễn Ngọc Anh. 230 Nguyễn Ngọc Anh. Đẹp lấy ra rung gió ngủ hết chứ. 55 ký đồ lại bác Vương. 55 ký mà 194 con này nhiều luôn. Mẹ mày chị Thu Thủy kia đó. Mà giờ không đi thấy trốn. Đây 211 cho Thu Thủy. Này, Thu Thủy đi cả Thu Thủy đi này. Thu Thủy 530 là khác nghe. Đây, Thu Thủy này xem nóng máy, hồng máy, hồng máy. Hồng rồi chẳng mua được cái áo để mặc. Có tiền cũng không mua được, cứ mãi cùng chẳng sống. Bây giờ ơi. Chị Thu Thủy bây giờ em nói thiệt này, đưa con siêu phẩm ra đây. Còn chốt cho bà Thu Thủy một 211. Chốt rồi chị. Thu đây, 211 thu đây. 55 ký mà 194 thôi, đưa con siêu phẩm ra đây. Giờ chị chuẩn bị chuẩn bị nè, chuẩn bị số điện thoại nhiêu nè. Ưu tiên riêng bạn. 194 chứ chị bàn Mùi Hiền. 194 bàn Mùi Hiền. Trời ơi đẹp quá đi trời ơi. Trời ơi đẹp trời. 55 ký độ lại mặt đẹp, đẹp kinh á. 55 ký độ lại mặt đẹp. Lấy mẫu này ghi cho nhiều mà số 292 xiêm 200.000. 200.000 được chị. 292 300. Tao biết tôi cứng. 292 300 chuyển khoản con này. Thu Thủy chốt nhanh này. 260. Nó đẹp không? Đó à? Điến à? Để đó đi, em cố phạt chưa rồi. 58 ký độ lại mắc đẹp. 58 ký độ lại mắc đẹp. Lấy mộng này ghi cho dừa mà số 293. 58 ký mà 293. Ta đợi xem bà Thu Thủy lên. Tôi đợi rồi, tôi chốt chết đi. Thôi, 51 ký độ lại mắc đẹp. 51 ký đồ lại mắc đẹp, lấy mẫu này ghi nhiều mà 191, 191 cho nhiều luôn. 191. Một 250 đó. Một bên đi 300 đồng hết luôn. Ôi trời cái này đẹp trời ơi. Cái này đẹp à? Ừ. 292, 200. Mẹ ăn rồi nữa. 50 ký đồ lại mắc đẹp. 50 ký mà số 294, 250. 50 ký mà 294, 250. Ai đang giữ cái đồ lấy xếp phòng chơi, đứa đây, đứa này. Đồ con 292 300, tức chị Thanh Hằng. 292 300, tức chị Thanh Hằng. Rồi, 293 chứ chị Khánh Ly. 293 Khánh Ly. Ok chưa? Bây giờ con đi phải hứa với Diều là phải chọn nào. Cho Diều chụp hình, hứa nghe. 191 chứ chị Lê Lan Anh. 191 Lê Lan Anh. Ok chưa? Giờ ai chụp được con đi phải hứa với Diều phải chọn nào nghe. Hứa nghe. Rồi, phải hứa với Diều chọn nào con này nghe. Chơi ra con nghe. 294 250 chứ chị Xuân Hà Nguyễn. 294 250 Xuân Hà Nguyễn. 54 ký độ lại mặt đẹp. 54 ký độ lại mặt đẹp. Hứa là phải chọn nào nghe. Phải chọn con này luôn á. Chuyển khoản internet banking trong chiều nay. Lấy mẫu này ghi nhiều mà số 225 xếp 350 chuyển qua. 225 350 chuyển qua. Rồi. Quả đẹp cũng đang bán 350 ấy.
Em hiểu biết em bán được không? Đẹp nhỉ? Đưa cho em đi. Quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp. Tiếp tục, hú, cho thấy một con sô cô la nữa trời ơi. Rồi, cho ông này chốt cho vợ này. 225 350 tuyết phấn tú. 225 350 tuyết phấn tú. Mấy con này bị liễu phạm. Nhiều khi là chốt cho vợ. Phấn tú á. Không phải, không phải, không phải. Cho mấy con chốt cho vợ kéo à. Ừ, anh biết vợ anh mặc đồ đẹp, anh biết rồi này nọ mấy con lắm. Anh có trắng anh ơi. Một con vợ mà vợ có dễ tính không này. Đó, con không nghe chốt này chị Liễu Nguyễn đó nghe, Liễu Phạm quên. Liễu Phạm là chị Dư Bì nghe. Dư Bì con nữa đó, cho nên là chị sẽ là người sống ảo con ở cho em. Rồi. Ai xin Dư Bì con vừa rồi, 350 đó. 52 kỷ đổ lại mặt đẹp. 52 kỷ đổ lại mặt đẹp. Con này đẹp quá đi. Lấy mẫu này cứ giới thiệu mà số 284-400 chuyển khoản. 284-400 chuyển khoản. Chị ơi nãy giờ chịu tưởng em đi. Ok. Nãy giờ chị Diệu chưa chịu tưởng em. Ok, chị chịu tưởng em con này luôn. Rồi, 284-400 chuyển khoản con này. Ừ. Thôi, chị chịu tưởng em rồi đó. Lên em ơi, lên lên lên. 284-400 cho phát lên bên trong. Rồi, chịu một phát chết luôn. 50 kỷ đổ lại mặt đẹp. Ai cần chịu tưởng được không? Để tôi chịu cho hết cái túi luôn. 50 kỷ đổ lại mặt đẹp. Ui, đẹp quá đi. Rồi, ai cần nhiều chịu tưởng được không? 50 kỷ đổ lại mặt đẹp. Lấy mẫu này cái chiều mà số 295-200. Đây, 295 là 200. Quá đẹp đi. Chiều này mỏ ngon chắc cơ này. Chắc 56 kỷ đổ lại mặt đẹp. 56 kỷ đổ lại mặt đẹp. Lấy mẫu này ghi cho nhiều mã số. Ui trời chốt bắn có số toài này. Ôi chào trời. Đối chị. Trời nghe Diều Diều nó nghe mệt này. Diều mà Diều Hiên nữa. Cái tên Diều giọng Diều thì Diều không có Diều đâu. Hiên nổi đâu. Diều ác thì được á. Diều ác thì. Lấy mẫu này ghi cho nhiều mã số cái gì. Bên mình có BIDV không bạn ơi. Chiều thứ bảy rồi chuyển khoản cho nhân. Anh cứ chuyển khoản đi chụp lại bill. Lấy em cho hàng đi liền. 56 kg ghi cho Diều mà 241. 56 kg mà 241 cho Diều luôn. 241 con này. Rồi chuẩn bị. Cho đi. Cho 295-200. 295-200 cho chị. Chi Trần. Chi Trần cho Vi Lê Diều Bị. Rồi. Chi Trần nghe Chi Trần có đó không? Chi Trần ơi. Ơi Chi Trần ơi. Rồi con này tiếp tục luôn. Quá đẹp luôn mọi người. 50 kg đổ lại mặt đường Vi Lê Diều Bị. 50 kỷ đổ lại là mặt đẹp. Lấy mẫu này ghi cho Diệu mã số 213-300 chuyển khoản. 213-300 chuyển khoản. 241. Chốt cho chị Thị Lý Chu. 241 Thị Lý Chu. Úi chào ơi. Thị Lý Chu cho chị Trương Thị Ải Vân Diệu Bị. 100.000 nữa, 100.000 đẹp thì nói gì. Nhiều khi là mình tội. 295 khác mà được yên. Đây 241 nữa. Ừ, rồi. Rồi. Ủa, cho tiếp tục con này, con này, con này. Chịu thước, chịu thước, chịu thước. Chịu tướng là chịu tướng. Chịu tướng là chịu tướng. Rồi bắt đầu. 54 kỳ độ lại mặt đẹp. Con này ai hứa với Diều là về mặt đi sống ảo cho Diều không? Ai hứa? Ai hứa Diều về sống ảo được không? 54 kỳ độ lại mặt đẹp luôn. 54 kỳ độ lại size S và size M mặt đẹp. Lấy mẫu này ghi cho Diều mã số 229-500 siêu chuyển khoản. 229-500 chuyển khoản. Diệp Dung Nguyễn Ngọc này, cho chị một con già đẹp, chị chuyển khoản luôn. Ok, ok, chị đợi đó, đứng đó, đứng đó. Đừng chạy đâu hết. Đừng nói cho em nghe, em lấy con già chưa đó. Lấy mẫu này ghi Diều mã số 229-500 chuyển khoản con này. 23 hai chốt. Hai mấy? 23. Là con nào? Con trước. Đâu con coi này. Con nào đây em đưa chị có. Chị xây tay mà. Em tách biệt một mình em thế rồi. Trong bài tiêu chuẩn là nghe 243 rồi. Nghe 213, 243, nghe 2 má nhau. Chịp mày đó, có mình để nó điên mà nghe mày. Chắc nghe rồi, 213. Đâu chi tên đâu, đâu chi tên đâu. Ờ, đâu chi tên là 213 hả? Có là 213 đúng không? Không, là 295. Chị là đang công bằng đến đây 243. Ôi, 243 đó, 243 là của chị chú Thị Hải Vân đó. Cho chị con này đi. Đó, ba con comment đó. Đây đi.
chỗ thì hài vẫn đi em. Ừ, 300 đồng, đi bông. Rồi, tiếp tục. Không thể ăn trốn nha. 55 kỷ độ lại là vương. Ui chào, ui trời ơi. Đẹp quá chơi. 55 kỷ độ lại là bác đẹp. Đẹp cái này, cái vợt trong đây đẹp cái này. Cái chi này, cái chi nói với chị em. Có size 65 kỷ màu tối không? Ok, đồ rồi, chị đừng đó, đừng đó, đừng đó. 65 kỷ đúng không? 55 kỷ độ lại mặc đẹp. Lấy mẫu này ghi cho chị mã số 210 xiên 300 chuyển khoản. Đây là gì bán rẻ ghê. 210 300 chuyển khoản con này. Đây là bán rẻ đó ghê. Vì nhiều siêu phẩm quá. 229 229 500 chứ chị toàn hồng. 229 500 chứ chị toàn hồng. Dự bị là chị. Chị thấy em không? Mix Mixi Thảo Ly. Rồi Mixi Thảo Ly dự bị con 500 nữa nghe. Còn bà nào thì quen không cho dự bị con 500 nữa luôn đi. Con 500 đẹp quá. Ôi trời, con 500 đẹp quá mà toàn dự bị mà la nhỉ. Con 500 mà đẹp quá, ai xin dự bị con quen được không? Chị hữu tưởng con 295 cho em đi chị yêu ơi. 295 là con nào vậy? Quá lâu rồi em ơi. Quá lâu rồi. 55 kỷ độ lại mặc đẹp. 55 kỷ độ lại là mặc đẹp luôn. Lấy mẫu này ghi cho nhiều mà số. Chỗ đi chị, 400 à 300. Đó chị Thủy Vi Kim Thủy chứ còn kìa. Kim Thủy chứ còn à, 210 300 chị Thủy Vi. Úi cho chị Thủy Vi nhiều rồi bấy. Úi cho là nhiều trời. Nhiều rồi đi. Có chuyển khoản được không đi. 1.500.000 1.650 rồi. 55 kỷ độ lại mặt đẹp. Con đi cái màu nó đẹp quá đi. Lấy mẫu này ghi cho nhiều mà số. À còn con dự bị hả. Lấy mẫu này ghi nhiều mà số 227 xiệt 300 chuyển khoản. Ôi rẻ quá đi, ui chết 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 chết. Khoan bị dính màu rồi. Tay đây dính màu vậy tay nhiều đi. Rồi giờ bán con này bây giờ là 200.000 đi. 150 đi. 227 150 kế đi. Được thôi 227 200. Cha mẹ này trời ơi. Bán rẻ thì ăn đéo đi thôi cho em chứ. Em mua cho em mua cho. Thôi 200 được mọi người. Con này đẹp lắm. Rồi 227 200. Công tỷ thôi. À, máu đi mọi người cho con nhân viên kêu tôi để em này rồi nè. Bán nhân viên 300. Bán cắt cổ. Bán cắt 250. Thôi 200 đi, 200 mọi người, 200 đi cho 150 là bò nên lấy máu rồi đó. 200. 200 đi mọi người. 200 200 con này 200. 227 200 cho chị Phạm Hồng. 227 200 chị Phạm Hồng. Cho Hoàng đi chị Bi. Đẹp. Con đẹp quá. Cái màu đẹp lắm. Ừ, cái màu nó đẹp lắm. 1 tỷ thôi mà nhiều dòng mình luôn á. Fit mình luôn mà. Ngày hôm nay fit mình mà. Cho người nghèo họ mua nữa. Rồi dành cho những bà nào từ 55 kg. Còn mấy con làm dâu mà mấy dâu thẳng mấy triệu lần. 55 kg đồ lại mặc đẹp. Con em mới 55 kg đồ lại mặc đẹp. Lấy mẫu này ghi cho dừa mà số 296 triệu 350 chuyển khoản. 296 350. Úi dào ôi trời ơi. Úi chào trời. Úi đẹp chị ơi. Đẹp rồi á. Ôi trời ơi. Rất là tím. Rụng tím luôn bé ơi. Đẹp rụng tỉnh luôn. Con này đẹp quá đi. Con này mắt tốt truyền trọng của thế giới đây. 296. 296 bao nhiêu? 296 bán rửa chỗ cho chị. Hăng cua. Rồi ghi vô bán rửa. Hăng cua chuyển khoản cho chị nghe. Ghi vô bán rửa đây Phương. 52 kỷ độ lại mặc vừa. 52 kỷ độ lại là mặc vừa. Lấy mẫu này ghi cho nhiều mã số. Con này bán nào? Hàng cua không nghe máy à? Hàng cua không nghe máy, chốt lại chị Phương ớt. Phương ớt chốt lại chị Phương ớt. Con này ai đi sống ảo mà chụp cho nhiều con này là đúng đẹp luôn. 53 kỷ độ lại mặc vừa. Lấy mẫu này ghi nhiều mã 232 siêu 600 siêu chuyển khoản con này luôn. 232 600 chuyển khoản. Bán rẻ quá. 232 600 con này ui chịch mẹ rồi. 232 700 con này nay cái lâu rồi. 232 700 đi. Bán rẻ quá đi. Con này chịu chuẩn bị đấy. Chuẩn bị bán chưa bán rồi đó. Thôi có ai gọi đâu mà không nghe. Đẹp quá đi mọi người. Con này là triệu mấy đó. Bình thường là nhiều đề bây giờ là 150.000 đó. Mà giờ bán như vậy là quá rẻ đó nghe. Nhiều xe mà hôm nay nhiều xe mà triệu mấy nhiều xe con 700. 700 nghe nay cái lâu. 700. 700 cho nhiều. Phan Lê 700 đi. Chị đợi em tí đi em lấy nhà chứ. Cái màu này màu giống tháng tự nè. 53 kỷ độ lại mặc vừa tháng tự đi. 700 cho Cẩm Vân Hoàng Nguyễn. Ok 700 cho Cẩm Vân Hoàng Nguyễn đi. 700 cho chị Cẩm Vân Hoàng Nguyễn.
54 kg đổ lại bác vừa. Lấy mẫu này ghi dìu mà 285 x 400, 285 x 400 cho dìu. 285 x 400. Chiều nay nhiều siêu phẩm nhỉ? Chiều nay chuẩn thứ bảy mới siêu phẩm không biết. Ôi dế. 55 kg đổ lại mặt đẹp. Ui là lấy con 65 kg cho chị ấy khi mang tới chú thú thủy á. 55 kg đổ lại mặt đẹp. Chào đến tiến sĩ. Đến tiến sĩ đang coi đó. Nói xấu là thi nhau xuất hiện đấy à. 55 kg đổ lại mặt đẹp. Trả lại cho em. Trả lại cho em. Trả lại cho em. Em chuyển khoản luôn. Em lấy mấy cái nha chị rồi mà chị kêu anh không nghe là sao. Trả lại cho hắn đi. Ổn nào này. Mệt mỏi nè. Ôm có đi. 55 kg đổ lại mặt đẹp. Lấy mẫu này ghi nhiều mà số 231 x 550 xịt chuyển khoản. Con này chịu cố luôn. 231 x 550 chuyển khoản. Con này mới quá đi. Cho tôi nói cái hàng này. Hàng của hai mỹ này. Ôi. Hai mỹ tú mỹ đây. 550 chuyển khoản. Quá đẹp. 285 400. 285 400 chứ chị. Phan Thủy Tinh. Phan Thủy Tinh ghi 400. Người dự bị là chị Phan Lê Huyền Trâm. Ủa chị Phan Lê Huyền Trâm dự bị đi. Cuộc đời hành chỉ nằm trong dự bị thôi. Cô là những điều thế giới đã còn. Còn sót lại. Nhóm biết điều là chị Trâm nên hẳn cũng là người làm cho hòa bình thế giới đó. Đẹp thiệt, Cẩm Vân Hoàng Nguyễn với Phan Lê Huyền Trâm nó giống nhau nhỉ. Cảm giác như bốn cái tên mà đều hai người đi cũng nhận. Xong Phan, được, thích. 55 kg đổ lại mặt đẹp. Cái gì đấy? 55 kg đổ lại mặt đẹp mới nhỉ. Chắc là mới trời. 55 kg đổ lại mặt đẹp. Lấy mẫu này ghi cho dìu mã số 291 bán rẻ 300 chuyển khoản. Rất là rút lẻ rút đẹp đấy. 291 300 là lót vào chốt liền này bán rẻ đó nghe. Ô tiền thôi. 231 550 cho chị Thu Hà. 231 550 chị Thu Hà. Ai dự bị Cẩm Vân Hoàng Nguyễn. Dự bị là chị Cẩm Vân Hoàng Nguyễn. Con 550 này cho chị Cẩm Vân Hoàng Nguyễn dự bị. 55 kg đổ lại mặt vừa. Lấy mẫu này ghi cho dìu mã số 290. Mà 290 cho dìu. 290 thôi khỏi lên giá đi. Bạn này. Đi. 291 300 trước cho Phương Trần. 291 300 cho Phương Trần. Nó lại dự bị tiếp rồi bằng 290 trước cho chị Kim Thủy. 290 Kim Thủy. Ôi 54 kg đổ lại mặt đẹp. 54 kg mà số 226. 54 kg mà 226. 226. 326. Nói lên 300 cả rồi. 54 kg đổ lại mặt vương. Lấy mẫu này ghi dự mà 288. 288. 288. Con đẹp quá chị ơi. 288. 226 trước chị Diệp Trần. 226 Diệp Trần. Cố lên mọi người. Còn được 10 cái nữa thôi. 55 kg đổ lại mặt vương. Lấy mẫu này ghi dự mà 287. 55 kg mà 287. 287. Đẹp chưa má ơi. Kéo nó đẹp quá đi. 48 kg đổ lại mặt vừa. 50 kg đi. 50 kg đổ lại mặt đẹp. Lấy mẫu này ghi cho dìu mà số 300. 50 kg mà 300. 288 trước cho Thùy Linh. 288 Thùy Linh. Bố vô rồi chị. Ừ. Kiếp đen. 50 kg đổ lại mặt đẹp. 287 trước cho Thỏ Lấu. 287 Thỏ Lấu. 50 kg mà 298. 50 kg mà 298. Đây. Em, không có hai mà không lắm. Chị đeo đi cháu. 300 Thúy Ngân. 55 kg đổ lại mặt đẹp. Con này đẹp quên mới được. Lấy mẫu này ghi mà 297. 297 con này nhiều vết lẹm ghế. 297. 298 trước Khánh Hạnh. 298 Khánh Hạnh. Chị ơi. 54 kg đổ lại mặt đẹp. Con này mới quá. Lấy quá đi. 54 kg mà 299. 299 cho nhiều. 297 cho chị Mai Hoa. 297 Mai Hoa. Đâu? 58 kg mà 273. 58 kg mà 273. Cho em có siêu phẩm. 299 cho chị Vũ Thiên. 299 cho Vũ Thiên.
đấy là mấy cái phiếu đấy, chân em đi, để tao lấy phiếu chân em. Đây này, đây là ba cái nè. Đây nè, cần 55 kg. 55 kg mà số 92. Bố ơi đẹp thế. Bạn 100 kg cho đi. 273 chốt cho Khả Ninh, 273 Khả Ninh. 51 kg đồ lại bác vừa. 51 kg mà số 88, đẹp nữa. 88. Chất phí để bay. 92 chốt cho Hồng Minh, 92 Hồng Minh. Wow, wow, wow. 53 kg đồ lại bác vừa. 53 kg mà 283. 53 kg mà 283. Ok, con có phước kìa. Lại phước luôn chứ. Chị mày nói đi chơi với dễ mà. Tao mà dơ mà tao lấy thêm trăm cả vô lái á. Tắt lái đang bật lên lái tao lái. Còn là bị xây ở trong luôn. 50 kg đồ lại bật phương. 50 kg mà 228. Đây là phương không muốn thắt. 50 kg mà 228. 88 trước chị Chuyên đó. Bùi 88 Chuyên Bùi. Đây đấy. 283 trước chị Nguyễn Linh Lan. 283 Nguyễn Linh Lan. Không về được, hãy lừa hàng đẹp má thôi đó. Không về mà nhúng cũng khốn nghe đi. 228 với chị Liêu Khanh, 228 Liêu Khanh. Bỏ đâu mà lưu 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 đẹp. Mình lấy ra cho bạn khác thì là cái khác cũng hay phiền. Đó là một cái khác rồi bác. Ừ, xong mình lấy cho mình mà lừa cái khác bạn bác. 55 kg đồ lại bác đẹp. Vậy cũng mặc đẹp mà đâu. 55kg mà 121 thì người đẹp mặc cái gì đẹp thì hay thiệt đi. 55kg mà 121. Đợt cuối đi con thằng đẹp không nghe luôn á. Đợt cuối con thằng đẹp mà rẻ. Mày ba đi ba. Mày chị à, em nói chuyện đi. Vì răng đoàn cuối em toàn bán vừa đẹp mà vừa rẻ mày chị. Vì em nghĩ như này. Mày chị ngồi 3 tiếng đồng hồ mà không lột được cái nào thì bắt buộc em phải chị Lai Hoa cùng mày không? Chị mày nắm cho em. Chị mày chứ. Mà chị Lai Hoa nhá. Lai như vậy á. Còn như bạn ví dụ Cẩm Vân Hoàng Nguyên với Khánh Lê trong ngồi mài đó thế này. Ngồi mài đó. Còn Vi Lé đấy nữa ngồi mài đó. 2021 trước chị Huyền Andy. 121 đó chị Huyền Andy. 55 kg mà số 02. 55 kg mà số 02 cái đoàn cuối nhiều hay bán rẻ. Nhiều nghĩ là như này là ngồi lâu quá chụp lâu quá kìa. Mày bán kiểu như là tồi thôi mình bán rẻ mà chị. Đó. Không có Đông Á chị Hằng cua nhá. Thế thì lần sau người ta sẽ chờ đến cuối cái tao mới tốt. Từ đầu đến cuối. Điên rồi. Đóng chỗ của tắt lái đóng chỗ nữa. À, chị em bỏ cái nữa chị ạ. Chị ơi em bỏ cái nữa đây. Đâu, đưa đi. Cái này của chị. Cái đi đẹp quá cái này luôn. Nhìn cái đi đẹp quá đi. Ôi cái đẹp quá chị ơi. Mới quá rồi. Mới quá con cuối cùng đẹp quá đi. 48 kg đồ lại mắc vừa. 48 kg. Mà không một cái cuối cùng bằng 250, đẹp quá đi, bằng rẻ 250. 02 cho Vi Hùng, 02 Vi Hùng. Nhìn em đi, nhìn em đi, nhìn che đi nhìn đây. Che đi anh chị nhìn đây đi, mà 02 250. Đang ơi, gấp lớp. 02 250. Đang ơi. Cái 65 kg đâu đó nhỉ? 01 cho chị Khánh Phương Dương. 01 Khánh Phương Dương. Đưa cho chị con áo da. Ê, có lấy cho em hai con áo da qua đây chỗ cho ba đi mấy. 01 250. Áo da đẹp để em lấy cho, để em lấy cho được. Mày chị đợi tí nghe để em để áo da nghe. 50 kg đồ lại mặc vừa. 50 kg mà 218 em sẽ lấy ba con da đẹp nhất luôn. 218 mà 218 đợi em tí nghe. Em lấy ba con da đẹp nhất cho ba bạn clip luôn. 01 250 chốt lại nha. 01 250 chốt lại cho Hoa Ti Lít. Cái này đúng hơn này. Lấy được không khác như giá cái gì này. Ai chưa có ha? Đây
218 cho chị Khánh Ngọc này, 218 Khánh Ngọc. Đồng đi con thôi. Ok chưa? Chơi mấy ba này. 1 con, 2 con, 3 con, 4 con, 5 con. Đó, 5 con này thôi. 5 con đẹp luôn, 5 con nhà đẹp cho mày chế đi chơi, ăn cưới. Đi tóc ở dưới ghế. Đúng, 5 con nhà đẹp nghe. Ôi ơi. Ôi trời. Ôi trời trời. 5 con nhà đẹp nghe. Mày mày này, ôi cho thằng nào, ôi cho thằng nào. Ôi cái thằng nào, đem qua ủi cái này cho chị thằng. Thằng lấy thì nó mới đẹp. Cái này là cái gì? Thôi đổi con gái đi. Đổi con gái chị, đổi thì đẹp luôn. Cái gì nhúc chị lừa con thì đẹp. Ui, 5 con nhà đẹp nghe. Ôi trời ơi trời. Em chơi ra 5 con nhà đẹp nghe. Đúng 5 con duy nhất cho 5 bàn may mắn thôi. Cho em con màu nấu đi ạ. À. Ok. Rồi chơi con 5 nhà đẹp cho mấy chị nghe. Đẹp mới siêu phẩm. Dành cho những bạn nào từ 52kg đổ lại mặt đẹp. 52kg đổ lại mặt đẹp. Thu Hà có thông tin kìa. Lấy mẫu này ghi dự mà 118-500 chuyển khoản. 118-500 chuyển khoản con này. Thu Hà ơi đúng chính xác Thu Hà nhé. 231-550 của em nha. Rồi đúng rồi đó, 231-550 đó. Thu Hà bây giờ chuyển khoản nhiều đi. Đúng 5 con nhà cho 5 người chuyển khoản. Và bây giờ đang ít khách. Lấy mẫu này ghi dự mà 118-500 chuyển khoản con này. Rồi mọi người nhớ kèm giá cho em là 118-500 nha. Rồi. Con thứ hai. Úi ơi đúng con năm nhỉ. Đúng năm con nhà đẹp thôi. Cho năm bạn may mắn nghe. Rồi con thứ hai. Úi ơi trời ơi chị ơi. Úi chào ơi. Đúng năm con nhà đẹp. Diều đã lấy ra diều, diều mà đã tròn. Diều mà đã tròn là chỉ có về là chỉ có mặc lấy người đẹp thôi. Chào ơi diều đi tròn cho mày chị đây nè. Về nhặt từng con nào nè. Thấy không? Rồi. Cho cho bạn. Bạn nào chuyển khoản của chị. Con nấu cho chị đi. Đây rồi, con nấu đây rồi. Lấy mẫu này thì chốt cho Diệu mà số 118-500 chốt chị Trương Linh. Trương Linh chuyển khoản ngay cho Diệu. Chị ơi em con nấu. Chị Trương Linh 1 triệu tròn rồi, chuyển khoản ngay cho Diệu luôn. Hiền Đoàn 63 ký vừa không? Chị. Ui đẹp thế. Cổ đi em. 63 ký à? Ok chị, tính được 63 ký em dành cho riêng cho chị luôn. Dành cho những bạn nào thuộc size S và size M, con này size S, size M mặc đẹp. Lấy mẫu này ghi cho Diệu mà số 156-500 chuyển khoản con này luôn. 156-500 chuyển khoản. Con đẹp quá chị ơi. Mặt con đẹp quá đi. Ui chị Anh Hoàng ơi chết má lên em nhé. Ui chị nhớ chị đây. Ui em thấy kìa sẽ tán chứ. Ui trời ơi mà đẹp trời ơi. Dễ thương quá đi. Chốt má kèm giá giùm em mọi người ơi. Cho chị con này, cho chị con này và em chốt được đâu nha. Ôi cho chị con này làm gì. Chốt mau. Chốt mau nhiều, chốt đúng cú pháp. Ai cũng vậy, số điện thoại chốt đúng cũng phải bao nhiêu luôn. 500 nghìn. Tôi cho chị bánh này. 156-500, chốt chị Oanh Dương. 156-500, chốt chị Oanh Dương. Dự bị là chị Vi Hùng. Rồi, ok. 50 ký đồ là, à quên, 54 ký đồ là mặt đẹp. 54 ký đồ là mặt đẹp, con nhà ngắn mới tinh luôn. Mảnh mộc này cái gì dự mà số 307-350. 307-350, mộc này cho dự chuyển khoản. Con này con mát này, ôi. Đủ 5 con thôi chị ơi. 5 con thôi. Đủ mưa thôi. Con đẹp thế. Giờ ít khách rồi, mọi người chơi chốt đi nha. Úi dồi. Rồi tiếp tục một con mát đây. Cầm bé non thì nó chuột châm đó chị. Cái mấy chuột châm đó. Bà lại bà yêu mà chuột đi. Úi chào ơi. Đang châm. Bà lại bà cho chị cầm bé non Nguyễn Dư Bi. Trên. Bà lại bà trên. À bà lại bà ngắm bà. À quên. Mà số 156 là cầm bé non Nguyễn Dư Bi này. Bà lại bà cho chị Trương Thị Hải Vân. Rồi bà lại bà cho chị Trương Thị Hải Vân. Rồi con này con mát này. Mày chỉ có con mát này. Ui con đẹp quá đi. Giá ép. Ui đẹp chưa đẹp. Ui đẹp chưa đẹp. Ui đẹp quá đi. Ui con này đẹp quá đi ơi. Một con này duy nhất thôi. Dành cho những bạn nào từ size S và size M mặc vừa luôn. Size S cho nhiều, size M mặc vừa luôn. Lấy mẫu này cứ như nhiều mà số có cái tay của nó đi. Hàng này hàng của S-Velvet. Đẹp mà, cái tay nó đẹp quá đi. Thiệt kế con này quá đẹp mọi người. Lấy mẫu này con này mở nguyên mát 100% về chất cho Diệu luôn. Lấy mẫu này cái Diệu mà số 114-500 truyền khoản con này. Đúng 5 con đẹp nhất. Còn nguyên mát này.
114.500 chuyển khoản. Đây là con này mới rồi, không cần nói xí nữa. Con này đúng con mới luôn rồi. Đâu ra mua hàng mới 500 rồi. Đâu ra mua hàng mới 500 trời. Đúng rồi. Đây chuyển khoản phải đấy. Cái này phải ủi ra cho em này. Ừ, xem mãi mà khổ. Ok, 114 trước chị Hoàng Hoa Hồng. 114 Hoàng Hoa Hồng. Cho chị dự bị là chị Trang và Phan Lê Huyền Trâm. Phan Lê Huyền Trâm dự bị nha. Ui giời ơi, Phan, cái gì? Thì em mãi được ở đến sau. Ai, cái gì 500? Thùy Linh dự bị đi. Tôi cầm Văn Hoa Nguyễn dự bị, cậu Thùy Linh dự bị con lợi ý. Thùy Linh dự bị con lợi đừng nghe. Thùy Linh lấy là chuyển khoản cho Diệu chứ em ơi sáng. Hồi sáng khi đó nào cắp là dự bị, là chuyển khoản cho Diệu chưa? Ừ. 55kg đổ lại mặc vừa con này mang tô già đây nè. Mang tô già hái lớp với mấy chị nè, trời ơi. Ok, chuyển khoản thì nhớ ghi phần nội dung là tên Facebook của mấy các chị nhá. Rồi ok, hoa. 55kg đổ lại mặc đẹp con này size S, size M mặc đẹp luôn. Lấy mẫu này ghi cho Diệu bảo số 134-400 chuyển khoản, 134-400 chuyển khoản. Đấy con này, thêm con này nhé. 5 con rồi. 5 con à? 134-400 chuyển khoản thôi, thêm con cuối. Con cuối cùng đi. Thêm con cuối cùng là tôi này hết. Bữa rồi. Thế là bữa rồi, 4 giờ rồi. Chết, chốt cái này đóng. Bé thấy bình thường ấy. Rồi em thấy bình thường. Còn như những bà nào mà từ 51kg đổ lại mặc vừa, 51 mã số. Cho ai chuyển khoản đấy nhỉ? 400. Chỗ cho chị Hoài Nga Trần. Hoài Nga Trần có đỡ chưa? Rồi cho chị Hoài Nga Trần một đơn. Rồi cho chị Hoàng Linh Dự Bị. Hoàng Linh Dự Bị con áo da lụn hai lớp được nghe. À quên, áo da hai lớp được nghe. 51kg đổ lại mặc vừa. Lấy mẫu này ghi gì mà số 69300. Hết 69300. Xong. Thôi thêm con này đi. Cách bị gì mệt, thêm con này được nghe. Thôi thêm con này được nghe mày chê. Chui dòng nào đẹp quá. Ôi con này đẹp quá đi. Ôi trời ơi. Mày ơi. Nè. Ui cái màu xanh đeo đấy. Cái màu này đẹp, này chưa con đẹp. Đẹp nhất tôi biết rồi. Đẹp nhất tôi biết rồi. Chị 69300 chứ chị Hồ Thị Gái. 69300 chứ chị Hồ Thị Gái. Chị Công Văn Hoa Nguyễn phải chỗ trong này cho nhiều nè. Chắc là đẹp trời ơi. Wow, chào wifi sai. Con này mặc nó sáng cứng lắm ơi. Dự bị 69300 chị Oanh Nguyễn nha. Dự bị là chị Oanh Nguyễn. Đẹp quá, cái này mà đáng giá đẹp quá. Con này nhiều bảo bây giờ là 550. Đẹp quá chị ơi, cho chị con này đi chị ơi. Chị may quá hả? À rồi chốt đi chị. Do như bạn nào size S, size M mặc vừa con này rất đẹp luôn. 550, lấy mẫu này ghi chiều mà 13. 550 chuyển khoản. Ôi chắc là đẹp trời ơi. 13, 550 đẹp quá đi. Ủa chắc là đẹp chị ơi. Con đẹp chị thấy chị ấy rồi. Con của chị đẹp hơn luôn á. Con này rất sao mong em được. Con này mà đúng đẹp đi. Hôm nay mà đúng đẹp luôn đi. Này, bây giờ nó sáng kiểu chí mới được. Tôi chưa có con ngon ngon như này nghe. Thôi ta để con này, ta để hai con này phản đi. Thiệt với thiệt, thật sự con này đẹp quá luôn đấy. Đẹp đi. Rồi 13, 500 rưỡi. Khoan. Ui con này đẹp. Chốt rồi chị. Từ là chị. Chốt rồi chị. Con nào? Để em coi mọi người nghe, em nên bán con nào, nên giữ lại con này mắm. Hai con đẹp quá đi. Mặc lại con này đẹp nữa. Đến coi. Ui con này đẹp, chị đang coi này. Con này cũng đẹp. Con này đẹp kiểu, con này đẹp kiểu khác em. Chị phải chọn một trong hai. Một trong hai thôi à? Nhanh đi được chốt này. Tiếp quá đi, em để chốt con nào á. 13.500 chốt rồi chị. Đủ mấy cái mà. Chốt rồi chị. Thanh Ngọc Nguyễn. 13.500 chốt chị Thanh Ngọc Nguyễn. Chốt một người thôi, khỏi chị nữa nhá. Nếu mà không nghe là mình lấy nhá. Ok. Thân Ngọc Nguyễn mà chị mà không nghe là em để con ở luôn nghe. Thân Ngọc Nguyễn mà chuyển khoản nghe con chị, nếu như mà chị không nghe là Diều lấy cái con ở luôn. Vì Diều ghiền con hả quá. Con rêu đẹp quá, Diều lấy ông da Diều cắt mà. Diều mà cũng cắt ông da mà. Ok chị Tuấn, anh Tuấn Tướng nha. Chuyển tiền thì cái chụp hình bill rồi gửi qua inbox cho em nha. Xong chưa?
Rồi, con thêm con. Con quý tóc lên. Con là bao to gì Thu Thủy kìa. Thu Thủy à? À, măng tô à? Măng hết măng tô được nè. Măng tô, măng tô. Ôi, cái đá đi đâu phải đá bỏ đi đâu. Ok, thế cho chị Hiền Đoàn là dự bị con 13 nha. Tại chị comment đầy đủ cú pháp thì em mới chốt được chị Hiền Đoàn ạ. À. Rồi mã 13 chị Hiền Đoàn dự bị nha. Trời ơi. Vừa nãy thì Thanh Ngọc Nguyễn chưa ấn. Thanh Ngọc Nguyễn này. À, tối nay cho em nghỉ một bữa các chị ơi. Chết. Em đang chuyển cả. Ok Hoàng Hoa Hồng nhớ chuyển khoản, nhớ ghi phần nội dung. Ôi trời ơi, vì mày chi mẹ phục vụ như đây đây. Ôi, ba con được không nghe? Ok Thanh Ngọc Nguyễn chuyển khoản đi ha. Ba con nữa nghe, ôi trời, đúng ba con nữa nghe, mặc tết nghe, nói rồi nè. Bây giờ, mày cầm. Đẹp nhỉ. Ôi trời, mặc đẹp trời. Chị Hồ gì gái? Xem lại má 69300, chị xem lại gì chị ơi, chị xem vừa nãy rồi. Mà em không làm, không vui đây, chị xem lại được. Ai, ôi trời, trời là cái bàn này trời. Ôi trời, trời, chị thấy em lái của mẹ không? Bây giờ bắt em lái lại à? Rồi chị có thấy một đống hàng đấy không chị? Chị có thấy em mệt không chị? Chị có thấy một đống hàng đấy không? Bây giờ em đã lái mệt cả 4 tiếng đồng hồ như thế này. Bây giờ chị bắt tụi em lái lại cho chị coi à? Để em xả hết tất cả ra lại luôn ấy. Mày chị có muốn chơi như vậy không? Mày chị chơi em nữa hả? Bây giờ em lái cả 4 tiếng đồng hồ mà kêu em xả ra. Cho em coi lại với em xả hết luôn nghe. Trời ơi trời. Ôi giời ơi, trả lời cho chị với em ơi. Ôi trời, thật mệt trời. Em thích con nào cho chị cái đi em ơi. Dân cho những bạn nào thuộc size S và M luôn. Con cái màu sữa nó đẹp, một con duy nhất màu này thôi. S và M. Lấy mẫu này cái chứ gì mà số 04-450 chuyển khoản. 04-450 chuyển khoản. Ôi chị Huyên đoán tốt đi. Ôi trời ơi. 450 chuyển khoản. Con ba con cuối cùng rồi đó. Là hết rồi đó, cuối cái tay. Để con này Đồ gỗ thiện tâm chị Mai Hoa dự bị. Mai Hoa không bốn đi. Rồi. Bữa đi có mua quả gì ơi. Chị chốt đi chị. Con này đẹp quá tuyệt vời rồi. Con này thì đẹp tuyệt vời ngất ngay con gà tây rồi. Phi sai. Đã là phi sai thì ai mà cũng được. Lấy mẫu này ghi dự mã số 156 xiệt. Con này đẹp quá chị ơi. 156 xiệt 450 chuyển khoản luôn. 156 450 chuyển khoản con này. 156 450 chuyển khoản. Ngủ hết rồi. Ngủ ra, trời ơi. Ngủ hết rồi. Đi ngủ hết rồi. Chị cái này đẹp qua con măng tô. Ai? Ơi. Là đấy. Rồi, dành cho những bạn nào mà từ 50kg mà đến 55kg mặc đẹp luôn. 48 đến 55, 55 đi. Con cuối cùng đi bán luôn mọi người. 48 đến 55 màu rêu. Lấy màu này ghi cho Diều mã số 110-400 truyền khoản cho Diều luôn. 110-400 con này phó măng tố nghe. 110-400 truyền khoản. Cho chị ba con giờ chuyển khoản luôn. Rồi, cái mã cam 156 chốt luôn chị, đồ gỗ thiện tâm chị chuyển khoản nhá. Tính xem nào. 450-490 là 1 triệu tròn chị nhá, chị đồ gỗ thiện tâm nhá. Đồ gỗ thiện tâm ơi, đồ ok chị ba con rồi đó, 1 triệu tròn. Rồi con cuối cùng chỗ cho chị. Chị Trương Linh đi.
đang chuyển khoản nha chị chuyển khoản ngân hàng nông nghiệp, ok, vào ảnh bìa đi mọi người, kích vào ảnh bìa của Facebook Thủy Diệu và Facebook Huế Fan đó, con cuối cùng chỗ chị Cẩm Vân Hoa Nguyên rồi xong. À, ăn gì? Cẩm Vân Hoàng Nguyễn đúng không? Ok, Cẩm Vân Hoàng Nguyễn. Bây giờ chị Trương Linh là chuyển khoản cho em ngay nghe. Ôi trời là một đống. Nhưng mà chắc cũ mà. Em ơi trả lời cho chị đi. Hết rồi chị ơi. Hết rồi chị ơi. À, bây giờ chị đồ gỗ Thiền Tâm 1 triệu tròn, chị thiền, đồ gỗ Thiền Tâm. Trương Linh bao nhiêu nhỉ? Có Trương Linh bao nhiêu chị? Trương Linh còn dự bị không biết được đâu. À, Trương Linh còn dự bị cho nên chưa biết được đúng không? Trương Linh này hiện tại là cùng 1 triệu. 1 triệu nhưng mà có Hoàng Linh này. Hoàng Linh thì ok rồi. Trương Linh thì 1 triệu này. 1 triệu tròn. Màu xinh quá, mặc cái gì đẹp. Chuyển Việt Tinh chụp bill được không? Ok. Chuyển Việt Tinh chuyển cả cái nàng đi rồi chụp bill nhiều. Alo, số 13 Ngọc chuyển khoản rồi nghe. Ok, thân Ngọc Nguyễn. Tạm biệt tất cả mọi người. Ông đi đảm ứng nhu cầu của tất cả mọi người rồi. Ngày mai là Diều sẽ tiếp tục. Như vậy nữa thôi, ok chứ? Bye bye. Ơ sao? Ơ em bảo chị chờ. Là sao? Buồn cười vậy. À bỏ chơi. Phải chơi cái gì, lúc em có đòi cái gì nữa. Chơi. À, chị ơi chơi cái gì chị? Chơi để em lấy cái bà. Lấy cái gì nữa? Lấy cái áo. Ôi chơi con lại một người coi thì mọi người ra hiểu thì coi cho coi chị Thu thì coi nghe. Rồi mọi người ra hiểu đi, chịu đi kìa mà chị Thu thì nghe. Chị cho em thì 6-3 kỳ mà. Ăn chị béo cũng biết. Chọn nữa. Chọn cho ba cái bánh tố 63 tỷ, 65 tỷ, cho 3 tỷ kia. Đẹp lấy vô đẹp thì người to tí. Đi 65 tỷ. Ơ sao em bảo chị chờ thế. Chắc cả 3 tỷ đồng hồ nữa. Bữa có đầy. Đúng rồi. Bao nhiêu cao mấy? Cao bao nhiêu rồi chứ? Cao mấy? Thôi chị gọi điện thoại cho tụi em đi chị. Bây giờ hàng này mọi người này, mọi người thấy không? Này là 300 đơn nghe. 300 đơn và hơn 300 cái áo, gần 400 cái áo. Đây mọi người máy này. Chốt đơn này, ai nhảy trước là chốt trước này mọi người thấy không? Chọn cho chị con 65 kỳ chị chuyển khoản luôn nhé, Thủy Hoa. Ok chị. Ngày mai là chị tiếp tục nghe mọi người. Bữa nay gần Tết rồi cho nên là hàng hóa ngập mặt đó mọi người này. Cả nhà này. Nhân viên Viettel phải về gọi hàng cho nhiều đây này. Chị đi xỉ đâu rồi? Xỉ đi đâu rồi? Đó. Bắt đầu chuẩn bị là lái cái gì đầm len này, đang là bắt đầu ủi đầm len này, đó đầm len này mày chế, đó thấy không, thấy không, đang làm việc này, đó áo da măng tô này mặc đóng cái này, còn nhiều nhưng mà dì không còn sức nữa mọi người, dì không còn sức nữa mọi người, tạm biệt mọi người nghe, bye bye tất cả mọi người, nhớ follow Facebook Huế Fan và Thủy Diệu để chủ đồ xem trước nghe, bye bye.